Ok, thì hôm nay là Hiền tính là không có một đề tài nào cố định, đôi lúc nó cũng risky. Nhưng mà Hiền nghĩ là mình có thể ôn lại được một số những cái mà mình đã học rồi, mà có thể nhất là những cái session mà Hiền làm, có thể Hiền nghĩ là Hiền không có nói rõ ràng đủ để cho quý vị fully get it, thành ra nếu mà không có ai có câu hỏi gì hết thì Hình sẽ present một số những cái chi tiết mà Hình nghĩ là mấy lần trước Hình nói không có rõ, thành ra cũng cũng có chuyện để mình nói nhưng mà không. Nhưng mà cái Rồi, idea anh chính muốn hỏi anh Hiền cái này anh Hiền. á, vâng anh Lạnh. À, trong cái Photoshop nó có cái feature là snapshot á. Snapshot, yes. Và là anh không biết chưa biết dùng. Chưa Anh biết có dùng. cái dạ. Ok, anh Hiền muốn tôi demo không? Dạ, anh go ahead anh. Để tôi mở Photoshop ra. Ok, để tôi share Yeah, share screen. Ok. Ồ, cái tấm Có hình thấy này cái lạ anh không? quá ha. Ờ, cái Không. tấm hình này lạ quá. Mới mới có trên TV. Cái tấm hình này là cái tấm hình mà nổi tiếng hiện bây giờ chụp 2024 ở July 29, 2024 ở Tahiti của tụi Olympic nó thi. Ok. Thì cái tấm hình này nè, thì mình nói nhiều về hình đó không, thì cái tấm này, cái ông này ông chụp cái hình này đó là ông nói ông ở right time and the right place, nhưng mà người ta analyze ra đó, ông phải là người có experience, ông phải có timing đúng cái lúc đó và phải có lucky nữa Dạ đấy đúng rồi anh. Nhưng mà bây đó. giờ đó, thí dụ mấy cái máy nó chụp 20-30 frame per second, cái chance to get mấy cái này nó cao hơn thời xưa nhiều. Đúng rồi. Ừ. Thành ra mà không ai chụp được hết, có mình ổng chụp được cái này. Nhưng mà cái hình này có phải là có thể là Photoshop không? Không, cái hình này là chụp như vậy á, cái Đúng rồi, movie. đúng rồi. Tại vì mấy cái tên của đài truyền hình Dạ NBC cái nó đưa đó nó ra. tìm ra liền à, Hiền nghĩ là Dạ. không có Photoshop Nó nhưng tìm nó ra giống liền. như là Cái nói này nó Photoshop đưa. ha. Cái thằng này nó đứng ở trên như là một cái gì trắng trắng là thấy nó không có natural Mây, nhưng mà mây. mây Mây ở phía nó rất là sau. quyền. À, mây ở phía sau mà nhìn nè, cái thằng nó đứng thẳng giơ tay chào khán giả, cái bo nó cũng thẳng phải, cái sợi dây nó ngang hàng với mặt nước phải, gần almost straight line rồi. Thì có một cái video clip của một người của tụi TV nó chiếu, nhưng mà nó chỉ chiếu được cứ phía sau của bên hông của thằng này thôi, và thấy cái bo nó bắt đầu nó đi ra khỏi cái frame. Thành ra nó những cái thời điểm đó, cái thời điểm cái ông này chụp là đúng cái thời điểm, đúng cái lúc đó. Nhưng mà ổng phải là rất là experience, tại vì ổng theo cái thằng này nhiều lần rồi, mỗi Dạ đúng sau một rồi. cái event là nó đứng lên nó chào, nó tung sóng lên khỏi mặt nước để nó Ồ vậy chào. hả? Ồ Đó. ok. Dạ. Thành thành ra ổng là canh sẵn rồi, nhưng mà cái lucky kỳ này của ổng là cái bo, cái surf bo nó đứng thẳng luôn. Nó chung Dạ. qua một cái làn sóng, ra khỏi cái làn sóng là nó bay lên khỏi làn sóng, trên làn sóng là nó rớt, là nó giơ tay nó chào rồi nó rớt xuống, thì ông chụp đúng cái lúc đó. Thấy Yeah, như that's vậy, amazing, yeah. thành ra mình học chụp hình đó là một cách, cái kinh nghiệm phải có là một, phải chụp nhiều. Như ông nói là ông chụp cái lần này là rất là nhiều lần, mỗi lần đi thi là ông đi ra ông chụp, ông là professional về chụp hình, về surfing chụp hình đấy. Rồi xong rồi đó là cái thời điểm, cái cơ, cái lucky, ông có đúng cái timing, đúng cái chỗ đó và đúng cái time đó thì ông mới chụp được bức hình này. Okay.
Tại vì bây giờ là cả thế giới nói về tấm hình này, nếu mà ông làm Photoshop thì là người ta đã moi ra rồi. Đúng rồi. Dạ, hiện nghĩ cái này he doesn't even change cái exposure nữa. Cái này là chụp chụp đúng rồi không? Không có cái gì cháy hết mà nó cũng không có tối lắm, nó tối một chút. Tối Hình trước như là mình sửa mình phải làm cái mặt nó nó sáng sáng lên, nhưng mà cái hả? này Cái là này chụp là perfect exposure. Perfect hả? everything. Yeah. Amazing. Nhưng mà cái điểm quan trọng là phải có experience trước, rồi có patience là hai, phải đúng thời điểm là ba, lucky là bốn. Anyway, thì sau khi thí dụ như cái tấm hình này bây giờ mình bỏ cái curve vô, ok, mình cho nó sáng lên một chút xíu. Vậy thì bây giờ mình muốn take snapshot của cái này. Let me see snapshot. Hình như là nó nằm ở trong cái history. Yeah, trong history đó. History. Ok. Thì history đây là snapshot. Thí dụ như mình bây giờ mình take snapshot của này thì nó ra đây là snapshot one. Phải. Rồi bây giờ mình làm cho nó tối đi, dùng một cái cơ khác cho nó tối đi. Đấy. Sau mình take cái snapshot này nữa, snapshot 2, thì bây giờ mình có thể compare one, click one, two, mình có thể compare hai tấm hình one, two, đó là snapshot, tức là nó take cái picture a certain event trong history. Ví dụ mình làm ba bốn lần, ví dụ tới khoảng chừng 10 cái layer chẳng hạn, mình muốn compare cái layer đó như là cái mình xong rồi mình sửa thêm chút nữa, mình take snapshot, mình coi thích cái nào mình thích thì mình trở lại history. Đó là cái mà mình take snapshot for. Anh Hiệp ơi, Yeah. anh sau khi anh làm hai cái cơ xong rồi đó, thì một cái tối một cái sáng anh có thể mở lại HDR được không? Mở lại HDR. Tại vì có tấm sáng tấm tối mà. Có tấm sáng cũng được, cũng được nếu mình thích, nhưng mà thường thường là nếu mà muốn mở lại HDR nó là làm một tấm là screen. Ok, giờ bỏ là Chắc anh phải xê ha, xê trước rồi mở hai tấm sau. bây giờ bỏ hai tấm đó thì Control J, phải Control J hai lần. Giờ bôi tấm này đi, cái tấm thứ nhất này á mình để vô screen mode, phải là nó sáng lên. Rồi screen mode, phải nó sáng hơn thì mình che những cái thằng tối đi, những thằng sáng ở bên dưới. Đại khái là vậy đi, tức ok. Rồi bây giờ mình cái thằng này cũng là copy nữa. Mình bỏ nó qua multiply. Multiply là gì? Là tối đi, phải. Thì khi mà tối đi rồi á, thì mình che những cái thằng tối bên dưới. Ok. Xong mình mở khai cái thằng này lại. Let me see. Thật ra có cách nhiều cách mà anh why don't you just use cái channel selection 50% là nó makes pretty good. Thì xong hai cái đứa này mình merge nó lại. Let me see. Control G. Let me see. Tôi nhớ có một lần tôi nói về cái này. Tôi nghĩ phải xe riêng từng cái anh sang rồi mới run cái ACR mở HDR. No, mình có cái kỹ thuật merge mấy cái này ở bên này cũng được mà. Ồ, anh Dũng muốn xài automatic HDR hả? Cái đó cũng được. Nhưng mà không cần đâu, bây giờ mình có hai tấm này, bây giờ mình merge bằng tay cũng được nữa, hoặc là mình dùng Tại chỗ à. mấy cái mask thôi. Ví dụ mình làm cái mask subject là the best, anh
tại cái subject nó sẽ detect cái thằng này với là cái bộ, I'm pretty sure of it. À, khi mình mở SDR thì cái vùng tối nó sẽ bỏ đi và vùng sáng qua nó bỏ đi, nó lấy cái gọi là trung bình, nó làm tấm hình sáng sáng đều hết, mà nó có dynamic range cho nó rộng hơn. Giờ delete nó đi. Xong rồi bây giờ mở sai cái thằng này lại. Rồi. Rồi bật control shift E. Bỏ nó qua thành smart object đi. Rồi mình bỏ qua cái filter no adjustment HDR toning. Ok, bây giờ nó cho mình số để default hoặc là thôi để default đi, click ok. Đấy. Đó. Nghĩa ra tâm mới được không? Bây giờ tấm mới, bây giờ mình thích. Bây giờ mình thích cái snapshot của cái tấm này nữa. Phải. Thì giờ tấm này là tấm sáng, tấm tối, tấm sáng, tấm tối, rồi HDR. See. Thì HDR đó, cái cách mà tôi thường tôi làm á, mà mình nếu mình chỉ có một tấm thôi đó, thì mình làm một một cái layer là screen, một cái layer là multiply. Cái layer screen á thì mình blend if nó, mình bỏ đi những cái phần trắng của bên dưới, tức là mình kéo cái black từ đen sang trắng rồi xong cho multiply, còn cái mà screen là sáng thì mình kéo từ sáng, mình bỏ cái sáng bên dưới đi, thì screen là sáng là mình delete cái layer dưới phần sáng, cái layer tối mình delete cái phần tối bên dưới, mình mở sai cái đó lại rồi xong mình vô HDR toning thì nó rồi xong, sau đó mình muốn sửa thêm màu sắc cái gì kia thì tùy mình, nhưng mà đại khái cái đó để mà làm HDR. Cái tấm hình này không có good example để mà làm HDR, nhưng mà thấy như thế này không, hình này với hình này thấy cái màu sắc nó cũng sặc sỡ lên phải, compare to the original. Ok. Rồi, còn ai có câu hỏi gì nữa không? À, anh Hiệp, tôi có câu hỏi nhỏ nhỏ thôi. Cái rolling wheel ở trên cái mouse á, là mình dùng để zoom in zoom out của Photoshop, nhưng mà hình như trong ACR nó không có work giống như vậy hả anh? Tại vì tôi dùng cái rolling wheel trong ACR thì nó hình như là nó move page up, page Try it again. Yeah, chị có bấm alternate key không? down. Không, nếu bấm á, thì là nó work, nhưng mà ở bên Photoshop là trong cái setup là À, mình nó dùng không cái có đó cái thì option đó, nhưng mà những cái anh Hiệp nói đó chị chỉ cần hold down on it mouse Ok, on yeah. key rồi Open bên Photoshop nè, tôi cũng dùng dùng cái cũng bấm alternate key. Rồi tôi mất À, qua bên ta. bên Photoshop anh setup, anh không cần bấm cái đó, anh chỉ dùng cái rolling Ok. wheel là đủ rồi. Nếu nếu mà chị không có setup á thì như thí dụ tôi không có setup nè, bây giờ cái wheel của tôi là move up or down thôi Yeah. nè. Thấy không? Tôi không có setup giờ đó, Ok. thành ra tôi để nó default, thành ra cái mà ACR của tôi với lại cái Photoshop nó work giống nhau, tôi không phải nhớ nhiều lần. Thành ra bên này á, nếu mà tôi bấm Ctrl key nó zoom up down mà ACR nó Yeah. being the same. Đấy. Còn nếu không có Yeah. setup giờ thì nó sẽ move up down. Đấy. Để Tuấn trả lời là nhiều khi không phải là cái ACR với cái Photoshop á, nó work the same. Đó, Yeah. tại vì anh Hiền có nói về cái này rồi. Nếu mà chị set up cái rolling wheel á mà theo cái set up của anh Hiền á,
thì tức là mình roll roll up hay roll down nó sẽ zoom 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 lớn lên hoặc là nhỏ đi, nó cũng work the same với ACR. Nhưng mà ở cái ACR nếu mà chị đã dùng cái brush rồi đó thì chị phải đánh chữ Z, chị hit chữ Z trước khi mà chị roll up and down, tại vì nhiều khi nó confuse cái đó với lại cái size của cái brush. Thành ra nếu mà chị gặp trong trường hợp đó đó, chị thử hit chữ Z. Tại Tuấn thì Tuấn dùng cái Apple thì có thể nó khác, nhưng mà ở cái này tôi thấy nó cũng giống nhau, là cái rolling wheel đó nó làm giống nhau, nhưng mà nhiều khi nó confuse. Và khi mà chị làm cái brush mà cái size nhỏ size lớn đó, nhiều khi nó confuse, thì trong trường hợp đó mình hit chữ Z. Z là zoom đó. Khi tôi cũng nhớ là tôi có dùng cái brush lúc đó. Cảm ơn anh. Bữa nay cứ như tiếp tục hỏi hoặc là cần cần làm cái gì mà làm chưa được, cần muốn học thêm một cái gì, một cái đề tài mới chẳng hạn, thì ok, bữa nay là tự do bàn luận. À, anh Hiệp, anh Hiền. Dạ, sao anh? À, bây giờ đó có những người họ tức là mới trong năm nay hay năm trước, thì tôi có muốn đề nghị các anh nói chuyện như vậy là khi có một tấm hình họ chụp được họ đem ra để sửa thì cái trình tự mà mình sửa cái tấm hình đó như thế nào cho nó được cái hình perfect sau khi mà sửa bằng ACR và Photoshop. Thường nó bình thường là cuối cái lớp thứ ba sắp tới đó là mình sẽ có khoảng chừng Hiền nghĩ là nên có ba cái session hoặc là hơn để mà làm như là anh nói đó, nhưng mà phải đợi tới cuối cùng. Nhưng mà Nhưng mà đại khái là bây giờ vậy, một cái tấm hình, khi mà tôi chỉnh cái curve á, để tôi kiếm cái bài mà tôi nói tại hồi nãy. vì mình phải có cái trình tự để mình sửa đổi cái tấm hình đó bằng Cái đó đó, Asia hay là Photoshop thì cái trình tự đó như thế nào? cho phép Tuấn trả lời anh Dũng như thế này. Tại vì á, mình có ba người, thí dụ như Tuấn, anh Hiền và anh Hiệp, bảo đảm là ba người đó sẽ có ba cái procedure khác nhau. Ba cái phương Thì pháp khác nhau. Vâng, đúng rồi. mà đó thì như là Tuấn nói, thí dụ như cái hình như nãy, hình cái anh Hiệp anh show cái hình mà cái người surfing đó, thì có thể là anh Hiền anh sẽ dùng cái cách khác, và Tuấn sẽ dùng cách khác, anh Hiệp dùng cách khác. Thành ra cái procedure cho sửa một tấm hình đó nó cũng thay đổi tùy theo cái người đó. Nhưng mà thì the end result đó vẫn là một tấm hình đẹp đó, nhưng mà cái mỗi người có một cách process khác nhau đó. Thì thì đến lớp 3 đó mình sẽ có một, ví dụ như nói về portrait đi, thì mình sẽ có một hay ba session mình nói về cái cách sửa hình portrait, hay là landscape mình sẽ có cái cách sửa hình khác nhau tùy theo mỗi người sửa khác nhau. Anh Dũng thấy Tuấn trả lời được không ạ? À, vâng thì đương nhiên là Ông bây giờ rồi bây giờ nói mỗi đại người khái. đều có phương pháp khác nhau nhưng mà cái tôi muốn cái có cái trình tự rất là đơn giản thôi là Ok. mình có một tấm hình xong thì bây giờ mình nhận định cái tấm hình đó mình phải làm cái gì trước làm cái gì sau. Ok, xong. Bây giờ vậy, để tôi đem vô trước cho một cái hình phong cảnh đi. Rồi có gì anh Hiền với anh Tuấn phục bổ túc theo. Ok anh Tuấn. Ok. Ok. Để tôi mở một cái này, mở một cái blank page này ra. Ok, cho một bức hình phong cảnh.
Bộ anh tính làm cho AI nó làm luôn ha. ha. Chắc vậy. Cái đó mình chưa có thử bao giờ. Landscape. Cái đầu tiên á mà vô landscape á là mình chạy mình clean cái sensor dust. Right. Clean sensor dust thì tôi trong cái bài mà curve là tôi đã nói nhiều lần rồi, mình bỏ cái curve hình như là symbolic sideways, xong rồi cái mình thấy những cái đốm tròn ở trên bầu trời là mình clean nó đi. Sau cái clean nó rồi, mình nhìn cái gì? Như anh sĩ nói đó là remove trash. Right. Tức là mình nhìn cái hình nào mình thấy nó những cái gì mà mình không thích ở trong cái hình đó, remove nó. Tức là sau khi đó là được rồi thì bây giờ mình bắt đầu mình editing cái mình editing cái color. Đấy. Rồi tới burn and dodge. Anh nói editing color là nghĩa là gì? Ok, những mình có thể mình hen như màu những cái color trong đó như là yellow RGB. Tức là trong cái bài curve tôi nói là ok, bây giờ mình muốn tăng cái màu đỏ lên một chút xíu thì mình làm cái gì? Mình muốn giảm cái màu già màu 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 yellow một chút xíu, mình làm cái gì? Phải là tôi xài cái curve để mà làm cái này. Hoặc là xài hue, hoặc là xài bất cứ mục đích nào mà anh chị cảm thấy familiar đó, tức là mình đại khái là mình đổi color cho tấm hình, mình enhance, nó không phải đổi, enhance color cho tấm hình. Sau đó rồi là mình burn and dodge, phải rồi xong rồi đó là À, sharpening nhé. vậy vậy thì còn cái white balance thì nó cũng nằm ở trong cái edit colors luôn, phải không anh? Ok, đúng rồi. thì cái mà cái white ba lăng á là đầu tiên này đi vô cái ACR trước, tại vì cái white ba lăng mà tôi đa số tôi sửa cái white ba lăng bằng cơ là ở trong cái phần color, nhưng mà tôi thấy á, cái bà ACR đó, nó better cho anh chị adjust cái temperature và cái tint ở trong đó, thì ACR này là correct white ba lăng. Cho phép Hiền nói một chút ở điểm này. Là quý vị thấy hồi nãy anh Tuấn anh nói là ba người giảng viên là sẽ có ba cách khác nhau đúng không? Cái đó nó rất là đúng, nó rất là quan trọng ở cái chỗ đó. Cái khi á là you không có concern nhiều về where you gonna do it. Ok, thí dụ như anh Hiệp thì anh sẽ xài mostly Photoshop để anh sửa hết mấy cái này và đã show cho quý vị cái cách xài rất là nhiều rồi đúng không? Nhưng mà thí dụ như anh Tuấn có thể sẽ dùng ACR cho most of these things. Còn Hiền thì xài một nửa cái này nửa cái kia. Thành ra đó, where do you do it hay là how you do it nó không có important bằng là what you need to do. Ok, đó là ok. Sorry anh Hiệp, nói. Đâu 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 anh nói vậy là rất là đúng á, nhưng mà tức là nhưng mà đại khái á là cái phần đầu tiên của tấm hình á là mình clean những cái không cần thiết trước. Vậy như là mình sửa chân dung chẳng hạn, mình remove mấy cái lemmis này kia, thẹo hay là mấy cái tattoo này kia, tình như mình cái gì mình không thích mình muốn remove, đó là cái phần đầu tiên mình phải làm trước, remove nó hết. Xong rồi mình mới enhance cái color, làm cho nó sáng tối,
rồi sharpening, rồi dehaze, whatever đó. Đó là như vậy. Đại khái là step là như vậy thôi. Cái phần thứ nhất là clean up, cái phần thứ nhì là enhance, rồi cái phần thứ ba là Như không ai touch up lại thôi. à, có thêm một cái nữa Yên đề nghị là mình phải coi cái mấy cái edge nó có bị halo hay không, mình get rid of it. Tại vì thường landscape là chuyên môn bị cái bệnh. Nhất là sau khi sharpening đó. Cái này là chỉ cần nhìn mặt. mà cái halo á, nhiều khi nếu mà anh chịu zoom không có lớn á, anh chị không có thấy được. Dạ Phải không có thấy zoom được. rất là lớn, nhất là những cái chỗ nào mà sáng tối á, cái chỗ đó là rất là nhiều, đa số là bị. Kể cả lúc mà mình không sửa tấm hình, mình chụp cái chỗ sáng tối nó cũng bị như vậy. Dạ, yeah, Tuấn thì Tuấn thấy là không có một cái công thức nào mà cho một sửa một tấm hình hết. Đồng ý với anh Hiền là mình phải tùy cơ ứng biến, Đây là thí dụ như các anh chị, thật ra thì các anh chị chắc cũng có quen với cái cách mà Tuấn làm rồi về landscape. Chẳng nhá. hạn như khi mà Tuấn thấy một cái hình landscape thì ở Asia cái việc đầu tiên Tuấn làm á là mình check coi là cái nếu mà mình chụp Milky Way đi thì nó mình phải phải clean cái noise, mình dùng cái denoise mà Tuấn có nói với chị Tina đó. Rồi sau đó rồi mình check cái white balance rồi rồi cái sky nữa. Các anh chị thấy là Tuấn hay vào Tuấn check cái sửa cái sky, tại vì tôi không muốn mà Tuấn đưa cái highlight xuống á, là tất cả mọi mọi thứ nó đều đều tối hết, và Tuấn chỉ muốn là nhiều khi bầu trời nó hơi tối lại mà cái mặt người nó đã tối rồi, giờ mình đâu có muốn nó tối nữa. Thành ra tùy theo cái hình mà có người thì mình phải sửa theo có người, cái hình có bầu trời nó sáng quá mình lại phải sửa theo có bầu trời. Thành ra theo như Tuấn nghĩ không có một cái cách gọi là black and white nào mà nói là phải đi như thế này thế này thế này, mà tùy theo cái bức hình của mình. Sao? Nếu mà cái bức hình của mình mà nó sáng quá thì mình lại có cách khác, mà bức hình mình tối quá giống như Milky Way thì mình lại có cách khác. Thành ra khó mà nói lắm. Nhưng mà thường thường á, thì các anh chị biết rồi, Tuấn hay sửa trước nhất là sửa bầu trời, xong rồi sau đó Tuấn sửa những cái gì mà không phải bầu trời. Mà nếu có người thì mình muốn cái người rõ phải không ạ? Thì mình làm cho cái người đó nó rõ hơn, rồi mình làm cho cái nó sáng lên. Và cái background thì thường thường mình không có muốn cái mix up giữa Disco người, mình muốn bro, cái separation. Thành ra cái background có thể là mình adjust cái texture, cái clarity để cho cái background nó nhẹ đi một chút để cho cái người nó nổi lên. Thành ra khó nói lắm, mà trong một 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 bức hình mình không thể nào mình nói được. Nhưng mà các anh chị có theo Tuấn mấy lần sửa rồi thì các anh chị cũng biết sơ sơ là Tuấn sửa như thế nào rồi. nhưng mà trong lớp 3 này tụi này sẽ có rất nhiều hình để mà hình chân dung, hình landscape, hình này hình kia để mà đem ra sửa từ đầu tới cuối cho anh chị thấy cái process nó như thế nào. Dạ, đúng đúng như vậy đó quý vị. Là Hiền với anh Hiệp với anh Tuấn cũng đã nói về cái này rồi, thì mình đồng ý là ở gần cuối đó, tại vì cái style của mỗi người đều khác hết, mà cái nào cũng đúng hết, không có cái gì sai hết. Nhưng mà để giúp cho quý vị thấy được cái variation đó, cũng như là anh Tuấn cũng nói là tùy cơ ứng biến đúng không, tùy theo cái tấm hình mình cần cái gì thì mình sửa cái đó. Nhưng mà thành ra ba người sẽ có at least là ba cái session, mà Hiền nghĩ là nên có, như Hiền là Hiền muốn là có một cái session làm portrait, tại vì portrait với landscape nó hơi khác nhau khá nhiều. Thành ra mình nên có một cái session làm portrait rồi một cái session làm landscape cho mỗi giảng viên. Tức là nếu mà có thể thì mình sẽ có khoảng chừng 6 cái session như vậy, thì nghĩ nó là quá đủ để giúp cho quý vị được. Thì tùy theo cái style của quý vị Thuê ngược muốn lại làm căn hộ. thì sẽ vào trong đó được. Thì sẽ đi theo được. Nhưng mà như là cái workflow nó tương đối nó khá phức tạp, nhưng mà cái mà của anh Hiệp list ra là những cái căn bản đó là quý vị cần phải có đúng không?
thì đại khái đó, nhưng mà cái trong cái portrait thì nó sẽ hơi khác một chút. Mấy cái đầu thì đều đúng hết, ví dụ từ 1 tới 5 là, hoặc là actually từ 1 tới 6 đều đúng hết cho Như thí portrait. dụ, như thí Nhưng dụ mà như anh Tuấn á, là trong cái phần mà ACR này là anh chỉnh quay ba lăng nè, anh chỉnh color nè, tại anh có cái bây giờ ACR nó có cái point to color đó, đúng rồi, là cái point anh Tuấn là color anh đó. sửa trong đó luôn. Phải, tức là tất chỉ có những cái phần mà tất cả những cái phần này từ 1 tới 5 tới 6 là anh Tuấn anh có thể làm tất cả trong ACR hết. Nhưng mà tôi thì lại không có rành nhiều ACR, thành ra cũng đang còn đang học, thành ra tôi làm bằng Photoshop không ạ. Ok, xin Còn có một cái ở trong đó nữa, một cái trước khi mà vô ACR này, ngoài cái Collect quay ba lăng này, nó còn có một cái nữa là Optic. Cái này rất là quan trọng. Đấy. Thì cái optic phải click vô cái optic để make sure là nó correct cái lens cho mình, correct cái camera cho mình. cái mà Tuấn thấy nó cũng quan quan trọng á, là nếu mà các anh chị đi chụp hình vào buổi tối á, thì thường thường á, nếu mà mình buổi tối mà mình chụp đó thì cái ISO nó cao rồi thì cái hình của mình nó hay bị noise lắm. Đó là chưa kể mà mình về mình làm cho nó sáng ra thì cái hình của mình nó có rất nhiều noise. Thì cái step, một trong những cái step mà ở ACR đó là mình denoise. Cái denoise của ACR bây giờ nó cũng nó rất là very good. Thành ra đó các anh chị không cần phải dùng những cái software khác mà dùng cái denoise. Tại một khi mà các anh chị mà không làm denoise rồi á, mà đã trở vào Photoshop rồi đó, là coi như là trở lại không được nữa. Tại vì cái hình của mình nó không còn là raw, nó cái denoise của thằng của cái Photoshop á, là mình phải làm ở ACR. Tại vì nếu mà không á, là cái hình nó mình không làm được nữa. Cái đó cũng very good point đó. Lần trước Hiền cũng show cho quý vị, không Hiền nhớ lúc nào nhưng mà Hiền nhớ là show cho quý vị một cái tấm hình mà Hiền chụp ở ISO 26.500 mà dùng dùng Mình cái ACR nó lo sửa là nó và cái ly đó nó hầu như thì là completely gone, không còn noise nữa. Cái đó là pretty remarkable. Thì có một cái đó là mình notice liền lập tức đó, là khi mà quý vị xài một cái JPEG, quý vị sửa noise không có được bao nhiêu hết, tức là nó hoàn toàn nó tệ hơn là quý vị sửa noise bằng cái RAW. Ok, trong cái ACR nó có hai cái chức năng mà Hiền nôm na Hiền gọi là, một cái là automatic, ok, và một cái là manual. Thì đó, cái automatic á, là nó sẽ dùng artificial intelligence để nó sửa, và cái đó nó nếu mà quý vị không có cái raw file nó không có cho quý vị sửa, là JPEG là nó nói no, I'm not fixing it. Ok, và thành ra đó cái raw trước nhất là cái đó nó lời rồi, nhưng mà dù cho mình làm bằng tay đó, làm bằng tay thì nó cho mình làm cả hai, JPEG hay là raw thì nó không có kìa. Nhưng mà Hiền đã thật sự Hiền đã so sánh rồi, và mình lấy hai tấm hình y chang đó, là mình xét cái máy hình của mình chụp một, tức là một tấm hình mà nó save làm hai dạng đấy, RAW với JPEG, tức là không có nói tới cái vụ mà tại vì nó bị hư tại vì mình sửa gì hết đó, straight out of the camera. Cái JPEG đó mình lấy mình sửa đó, cái noise của nó không có clean bằng sửa bằng cái RAW. Cái đó rất là rõ ràng. Đó là một cái lý do thêm nữa là mình không có nên xài JPEG. Có nhiều người nói tôi đâu cần gì đâu, tôi xài JPEG là được rồi, nhưng mà đó là khi mà mình không cần sửa, lúc mà mình cần sửa ra mình nên xài rõ, nó có rất lợi rất là nhiều điều. Ok, hơi lạc đề một chút nhưng mà cái đó rất là quan trọng quý vị. Denoise mà dùng cái artificial denoise thì nó hơi chậm một chút, nhưng mà bù lại nó làm rất là đẹp. 26.500 ISO là no problem at all. Sau khi mà quý vị run nó qua đó rồi,
nó look like ISO 100 GNTU. It's pretty mind-boggling. Còn một điểm nữa anh Hiền, để Vâng. anh Hiền là khi anh sĩ mà review hình đó thì anh nhìn cái hình một cách tổng quát, sau đó anh thấy cái chỗ nào nó không có đúng thì anh dùng cái crop crop mà function để mà Dạ đúng rồi. crop tấm hình, làm sao cái composition của nó đúng cái hình thức là 1/3 hay là Pyron hay những cái gì khác đó. Thì sau khi anh làm như vậy là cái thấy tấm hình nó khá hơn. Anh ra cũng cũng cái copying cũng là một cái phần quan trọng. Đó Vâng, đúng rồi, cái ACR đó là tùy, nếu nếu mà mình là chọn sau mạnh khi mình yếu chỉnh đó xong ấy rồi mình có. thì mình có thể double được. Tức là cái ACR nó cho mình double cái resolution, thành ra cái đó lợi khi mà mình khoan. Ok, nhưng mà cái idea đó, cái message mà Hiền nghe anh Sĩ nói đó, quan trọng hơn tất cả nó là mình phải, trước khi mình chụp đó, mình phải decide mình chụp cái gì đó để cho mình về mình không cần phải crop. Crop đó chỉ là for composition thôi. Ok, thành ra đó mình đừng có nên ỷ lại về cái cropping. Có nhiều người bỏ ra tiền ra để mà mua những cái plugin để mà làm cho nó lớn, nhưng mà cái đó là cũng là gọi là stop gap solution. Cái solution mình phải thấy cái gì mình chụp về, mình chỉ crop sơ sơ thôi để cho nó vào điểm mạnh thôi. Nhưng mà cái chính đó, nhưng mà vừa nói vậy xong, nếu mà mình mà lỡ tay mình chụp rồi hình mình đẹp quá, có điều nó nhỏ quá thì mình làm gì, thì ACR nó có cái chức năng làm cho double resolution mà không có bị mất gì bao nhiêu hết, thành ra nó rất là lợi hại. Thì cái đó thì hình như Hiền đã show quý vị rồi phải không, Đúng rồi, với tôi nghe thì thầy yeah. cách Cái sử đó dụng. nếu mà quý vị muốn ôn lại thì mình cũng có thể ôn lại, nhưng mà cái đó rất là đơn giản, ví dụ như không có cái gì hết, mình vào đó mình chỉ nói nó là double, mà cái đó không có cần phải là raw file. Ok, tức là nó sẽ double ngay cả cái ngay ngay cả cái JPEG, nó cũng double cho quý vị. Thành ra khi mà quý vị kẹt đó, ví dụ đi chụp chim, chim nó xa quá, nó nhỏ quá, mình mà muốn cứu nó thì mình xài cái đó. Mà bình thường là khi mà mình đi chụp mấy cái khác là mình có nhiều thì giờ, thành ra mình nên plan đó. Nhưng mà quý vị nhớ không, như anh Sĩ anh nói là ok, tại vì tiếc cái này, tiếc cái kia, tiếc cái kia, thành ra mình chụp hết thì đâu có sao. Thì mình mà tiếc thì mình sẽ chụp như vậy, nhưng mà mình sẽ chụp một vài tấm mà không có tiếc, tức là mình sẽ zoom in những cái phần nào mình nghĩ mạnh. Thành ra mình về mình có 5 7 cái thể loại khác nhau cho cùng một cái cảnh đó, mà mình có thể chụp được 5 6 cái thứ khác nhau. Thì về đó sau đó mình muốn crop kiểu nào mình crop mà mình không bị mất detail. Tại vì dù cho quý vị dùng cái artificial intelligence increase cái resolution, nó không có thể nào bằng cái optical của mình được. Optical là bao giờ cũng the best. Nhưng là một lần nữa là cái crop á, là phải để cuối cùng. Đừng mà đa số mà nếu mà quý vị crop trước á, sau khi sửa rồi cái mình muốn đổi ý kiến thì những cái mà mình chưa crop á, những cái phần mà mình crop rồi mà những cái mình sửa đó nó không có impact vô cái chỗ mà mình, thành ra mình phải làm lại từ đầu. Thành ra là crop là cái phần cuối cùng mà mình làm. Dù là mình in theory là mình biết mình sửa cái gì, nếu không mình làm thêm một cái layer nữa để plug cho những cái chỗ mà mình muốn crop đi để mình thấy nó rõ hơn chẳng hạn. Nhưng mà đừng có crop cho tới phần cuối cùng rồi mình crop nữa. Yeah, that's a really good point, anh Hiệp. Những tiền mà mình nói về crop á, Hiền đến nhắc nhở cái này là mình cũng nói trong lớp một vài lần rồi, nhưng mà những tiền đây mình nói, khi mà mình đi chụp mà những cái cảnh mà có building hoặc là có những cái structure này nọ, thì quý vị nhớ đó là mình phải chụp hơi rộng một chút. Tại sao? Tại vì đó, tùy theo cái chỗ mình đứng, phải không? Thường là ví dụ mình chụp building, mình đứng on the ground thì cái tháp của cái building thì nó so far away, thành ra cái đó nó có cái mình gọi là perspective distortion, đúng không? Thành ra đó cái building á, là nó sẽ bị méo, tức là ở gần dưới đất á, thì nó lớn, cái base nó lớn, ở phía trên tháp nó nhỏ,
Nhưng mà nhỏ với lớn là không có thành vấn đề nhiều, mà đôi lúc mà mình đứng, thí dụ như mình đứng mà thẳng ngay ở chính giữa cái building thì mình không có bị cái problem. Nhưng mà quý vị mà đứng phía bên phải hoặc là bên trái của cái building thì quý vị lại bị cái side perspective. Make a long story short, nếu mà quý vị muốn cái building quý vị mà không có méo thì quý vị phải dùng cái ACR correction là the best, nhưng mà mình cũng có thể dùng ở trong Photoshop được. Nhưng mà cái ACR rất là dễ dàng đúng không? Thì mình sửa cái perspective thì chuyện gì xảy ra? Trời nó cắt tùm lum hết, là lúc đó mình cái building của mình chỉ còn có một có 2/3 thay vì nguyên cái building. Vì cái đó đó cái kinh nghiệm đó, là khi mà mình đi chụp mà có building này nọ mà mình không có thể đứng thẳng ngay chính giữa của cái building được thì quý vị phải chụp rất là rộng. Rồi về đó crop nó thì hy vọng sẽ cứu được. Ok, cái đó là rất là quan trọng. Ok, rồi xong rồi. Xin xin ý kiến xin xin các câu hỏi các bạn. về cái mà cái bài của anh Hiền với anh Tuấn, mình đã học rất nhiều và mình đã cũng áp dụng mà mình nhớ cái thứ tự mà anh Hiền đã có dạy đó, mình thấy cũng rất hay. Tức là trước hết là anh Hiền vô cái optic, mình nghĩ là có thể anh Hiền chút anh nói chắn tắt lại, bởi vì mình nghĩ nó không có lâu. Ví dụ nhất là anh làm, mình nhớ anh nói là optic correction, tức là anh sẽ Dạ, đúng rồi chị. Chị muốn demo cái đó hả? nói chung là cái thứ tự phải gì làm nó rất hay. Mình muốn kiếm lại cái bài đó để mà mình nghe, mình cũng có quên rồi. Mình không biết cái section nào, bài nào Không, cái bài cái đó tìm hơi khó đó. thì cái bài đó anh Hiền nói cũng hay lắm. Tức là trước hết là anh nói về optic, là thứ tự mà anh vô ACR làm đó, là thứ nhất là anh vô optic, là anh review chromatic aberration, so cái thứ hai là use profile correction. Yeah, So mấy cái đó we should still have và chị thường là nó đầu năm chị thấy cái list mà Hiền gửi ra hôm nay không? Thì chị nhìn cái đó đó là cái ECR là nó đầu năm của cái lớp số 1. Okay, mình có bốn cái session thì Hiền đoán là ở trong đó. Ồ, thêm một cái quan trọng nha quý vị, là hiện gần đây mới khám phá ra, trước đó hiện không có nhắc nói về cái vụ mà optic correction. Thì đó đa số những cái máy hình có exception, ví dụ Leica nó làm khác, tức là nó embed cái in camera lens correction vào trong cái raw file. Nhưng mà Nikon, Sony và Canon nó không có cái đó nha. Tức là khi mà quý vị chụp raw đó, cái menu ở trong trong cái camera quý vị để mà sửa optical correction nó không có apply to raw, nhưng mà nó sẽ apply cho JPEG. Ok, thành ra đó thường đó là hình bao giờ cũng wonder là nếu mà mình turn on cái in camera lens correction và mình dùng cái lens correction của ACR thì có phải là double dipping không? Nhưng mà bây giờ khám phá ra nói cho quý vị để quý vị biết. Tại vì đó nếu mà mình chụp raw đó thì cái in camera correction nó không có apply. Thành ra mình phải rely vào ACR để mình sửa. Ok. For raw files. Okay, mà nếu mà thí dụ như là cái máy Leica hoặc là những cái máy khác mà nó đã built in đó, thì cái thằng ACR nó smart đó, nó nói ok bây giờ cái đó built in rồi, thành ra nó không cho mình sửa nữa. Tức là you cannot double dip. Ok, thành ra cái đó là good news. Còn đó, khi mà nếu mà mình chỉ chụp JPEG không á, ok, mình không có chụp bằng RAW đó, thì ngược lại là đa số những cái ACR đó, nó không có data cho đa số những cái lens khi mà quý vị chụp JPEG. Tại vì apparently khi mà JPEG với là RAW nó khác nhau đủ để mà nó không có xài, tức là cái lens correction của nó chỉ là dùng cho RAW thôi mà nó không có dùng cho JPEG. Thành ra khi mà quý vị chụp JPEG á, quý vị đem vô ACR là thường nó không có cho sửa. Ok,
nhất là mấy cái lens mà mới là nó không có data nữa, là Asia nó start doing it. Hồi xưa nó làm cho những cái JPEG correction, nhưng mà bây giờ đó không có làm nữa. Thành ra khi mà quý vị chụp JPEG á, mà quý vị tính xài JPEG mà straight out of camera đó, thì quý vị phải turn on in camera lens correction, tại vì thằng Asia nó sẽ không có sợ gì hết. Ok, nhớ cái đó, cái đó rất là quan trọng, mình không có bao giờ nói với quý vị trước đây. Ok, chụp JPEG phải dùng in camera lens correction, chụp raw don't bother, tại vì nó sẽ không có carry. Quý vị cho được câu hỏi không ạ? Vâng. Dạ. Thường thường mình hay chụp ở trên sự hình ở trên Asia đó. Ví dụ như mình có khoảng 50 cái tấm hình, trong đó có khoảng 20 tấm hình màu trắng, 20 tấm hình màu màu đen đi. Mình nó nằm lung tung. Bây giờ mình muốn nó có group nào đó không, sau khi mình sửa xong 2 tấm hình, một cái trắng một cái đen đó, thì có group nào để mình synchronize lại với nhau, trắng là trắng đen là đen, được không ạ? Kiểu Trắng đen làm sao anh? nói trắng đen thì cũng đúng, nhưng mà một cái ví dụ nó sáng một cái hơi tối, rồi mình sau khi mình sửa ví dụ như là có khoảng 30 tấm hình đi, hay là 4 tấm hình đi, trong đó có 2 tấm hình nó hơi sáng, 2 tấm hình nó hơi tối. Bây giờ mình sửa cái tấm hình hơi sáng trước, xong rồi mình sửa tấm hơi tối, xong rồi mình muốn 2 cái tấm hình hơi sáng đó mình synchronize together, rồi 2 tấm hình một hơi tối đó, sau khi mình sửa một tấm hình xong mình synchronize together, thì có Anh nói synchronize làm sao? sync là tức là mình Copy cái properties hả? ví dụ như là khi mình làm xong thì nó có một cái function gọi là sync đó, để cho Ôi mình làm dạ. cái Tức mình tức là mấy cái mà mình sửa là nó apply cho cả hai cái gì? cho Đó ta là sửa. anh mean là synchronize Dạ vâng, không? dạ. Ok. Dạ thì anh Dạ Hiệp với anh Tuấn có câu trả lời không? Không thôi, Hiền đây nói tôi cái phần của chỉ Hiền này không có được good lắm nhưng mà. tôi để tôi chỉ luôn cái phần này cũng okay, bỏ cái tấm hình này vô đi. Yeah. Ok. Cái tấm hình này giờ tôi bỏ thêm cái tấm hình khác nữa vô rồi. Cancel đi. Giờ tôi mở hai tấm hình lúc. Tấm này tôi pick đại cái tấm nào đi. Ok. Giờ tôi mở hai cái tấm hình này vô trong này. Phải, cái tấm này tấm thứ nhất, tấm này tấm thứ nhì. Vâng. Đấy. Bây giờ cái tấm này bây giờ tôi đổi cái temperature nó cho nó sáng lên chút xíu. Auto này cho nó qua cái light tôi đổi. Vậy. Bây giờ tôi muốn apply tất cả những cái này vô cái này. Vô cái Không, tấm thứ nhì này. anh hiểu sai ý tôi rồi. Thì tôi Thì, nghĩ là tôi hiểu sai rồi đó. dạ. Bởi vậy Ví tôi dụ như có 2 tấm hình màu, cái tấm trên lên 2 tấm hình, cái tấm hình trên lên nó tối như vậy, rồi tôi có 2 tấm hình ở dưới nó sáng. 4 tấm hình tất cả chẳng phải 2 tấm. Tức là anh đang nói về cái HDR. Không, không nên sau khi mình sửa một tấm xong, ví dụ như bây giờ tôi có cái tấm hình ở trên đó, 2 tấm hình trên nó hơi tối như vậy đó, thì tôi sửa một tấm trên rồi tôi sync nó với lại cái tấm nó cũng hơi sáng hơi tối như vậy, rồi tôi có 2 tấm nó sáng ở dưới, tôi sửa một tấm hình màu sáng rồi tôi sync nó lại. Tức là cái ý tôi muốn hỏi là nó có cái function nào là giống như bên bên Lightroom, nó group together the whole group, rồi mình sync everything to become one another group, mình sửa một tấm rồi mình sync everything to that group. Dạ thì Cái để trả lời anh Hoàng Trọng là cái trong ACR đó thì anh phải làm như là anh Hiệp vừa làm, tức là they have to be open thì anh mới sync được. Ok, tức là anh sync từ cái này qua kia mà nó phải open như vậy nè. Thật ra anh Hiệp anh chỉ xài hai nhưng mà không có lý do nào mà anh không xài hơn hai, anh muốn xài bao nhiêu thì xài. Thì Vâng. mình sync bằng cái cách mà mình mở nó ra, nhưng mà nếu mà anh muốn làm như Lightroom á thì anh phải load download cái bridge. Cái bridge nó giống y như Lightroom mà anh có thể làm bất cứ mấy cái gì đều ở trong bridge hết, thì anh không cần phải mở ACR ra. Thì you can just sync it over there. Trong quá khứ tôi đã làm về bên cái Lightroom bên Asia đó. Yeah. Tôi từng đầu tôi làm khoảng 4 năm chụp tấm hình đó. Ví dụ như tôi có khoảng 20 tấm hình màu sáng, 20 Yeah. tấm hình hơi tối.
thì khoảng cái 20 tấm màu sáng đó tôi chỉ sửa một tấm thôi, xong tôi Vâng xuống. vâng hiền hiểu, I do it all the time. Thì Nhưng mà tại thường á là vì hiền làm cái ở trong bridge, trong Asia này mà nếu mà anh muốn làm anh phải open và đắp như hồi nãy anh Hiệp làm, chứ không có copy được. anh Hiền muốn show cái bridge không? Cái bridge Cũng similar to cái line room á. nhưng mà anh Trọng nói rõ lại là thí dụ như anh nói là anh có 2 tấm sáng rồi 2 tấm tối. Không không cái ý của ảnh là như vậy, anh đi chụp thí dụ như anh đi chụp đám cưới, ba chụp tấm đầu anh chụp nó hơi sáng chút xíu, cái anh chỉnh lại anh chụp ba chụp tấm sau nó hơi tối một chút, thành ra bây giờ nó không nghĩa là cùng một tấm, nhưng mà anh chụp anh sửa một tấm cho nó đúng cái ánh sáng, xong anh xin cho 30 tấm đầu cho đúng ánh sáng, xong 30 tấm tối kia về sau này anh chụp nó tối hơn, bây giờ anh sửa cho nó sáng hơn chút rồi anh xin một loạt 30 ba 40 tấm về sau này cho nó đủ ánh sáng, ý anh là như vậy đó. Thường thường thì khi mình chụp như vậy thì nó không có được là ví dụ như 30 tấm đầu nó sáng hết hay là 30 tấm sau nó tối hết, mà nó vừa sáng vừa tối, vừa sáng vừa tối, và có nhiều khi nó in the between nữa. Tại là khi mà tôi ví dụ như mình có khoảng một group là 10 tấm hơi sáng, một group là 10 tấm hơi tối, một group là một tấm nó vừa vừa, thì khi tôi xin một cái mà tôi phải đi tìm từng cái nó sáng á, tại vì nó khoảng bốn năm chục tấm mình mà đi tìm nó mất công. Thì có cái cách nào mà mình group it together and then we sync it one time so that we don't have to go and pick up and find out where it is location. Thật ra nó mấy cái filtering thì nó không không có có dựa vào ánh sáng, nhưng mà mình rất là dễ đó. Ok, để Hiền share, Hiền show cho anh bằng trong chút ha. Ok. Tôi kêu stop đi. Ok. Ok, như vậy Là muốn nè. phải tầm khoảng cái gì? Sorry anh ấy. Trong cái Asia hay là Lightroom mình có cái star dùng để rig cái picture phải không? Có cái cách nào mà mình rig ánh sáng theo group không? Ví dụ group sáng hết mình cho màu gì đó, rồi cái group tối mình cho màu gì đó, thành khi mình sort ra mình nó thành group không? Hiền Hiền pretty sure là nó không có sort bằng ánh sáng. Ok, thành ra nó sort Trong cái đó mình phải tự select yeah, mình thôi, mình mình phải sort mình có by. thể là mình label nó hoặc là mình put some stars on it. Nhưng mà thật ra mình cũng có thể thấy được đúng không? Ngay bây giờ là Hiền đang mở cái bridge ra đó. Cái bridge là mình có thể download xuống separately nhưng mà nó là part của cái Photoshop. Ok. Thì bất cứ những cái tấm hình nào, thí dụ như mình có những cái tấm hình này, cái ba cái tấm hình này thấy nó giống nhau không, tại vì hình chụp là để cho panorama mà đúng không, thành ra giờ ba cái tấm hình này đấy hoặc là nhiều hơn cũng được, nhưng mà thí dụ như mình nhìn đây nè, mình thấy là ok những cái tấm hình này nó tương tự với nhau, thí dụ như là bốn cái tấm này. Ok, thì hiện chỉ sửa có một tấm này rồi mà hiện chưa có sửa mấy này nè, thì khi mà mình có bridge á, mình chỉ double click nó thì nó sẽ là launch qua ACR. Ok, thành ra nó cũng giống y như là Lightroom vậy đó, là mình dùng cái bridge để mà thay thế cho Lightroom. Ví dụ như mình vào đây mình làm, ví dụ mình vào đây mình nói ok ta muốn exposure nó ít xuống một chút hay là xuống một chút, shadow lên một chút, right, tăng cái white lên một chút, sáng quá. Xuống cái black một chút chẳng hạn, là whatever you want to do to this one, right? Và thí dụ như mình muốn là mình làm cho nó thẳng lại một chút, thí dụ vậy. Ok, thì bây giờ đó mình có được cái tấm hình này rồi đó, thì mình chỉ cần bấm done ở đây. Ok, rồi mình vào trong bridge. Ok, thì cái thằng này nó nói ok có cái cropping nè, có sửa nè đúng không, rồi đó ở cái điểm này đó mình biết là năm cái tấm này nó giống nhau, mình chỉ sửa một tấm thôi đúng không, nhưng mà không có thể nào sort
theo ánh sáng được hết, not that I know of. Nếu quý vị biết, quý vị let me know, then I will learn something. Nhưng mà ví dụ như mình có thể thấy mấy cái này, mình có thể là cho nó mới star hoặc là label màu đó. Thì sau đó là mình chỉ cần vô đây filter này. Mình vô trong cái filter này, mình filter cái loại, thí dụ như rating không, thì nó chỉ show những cái tấm hình thôi, nhưng mà mình không có cần thiết. Rồi bây giờ đó, bây giờ nếu mà Hiền muốn, Hiền sẽ là highlight mấy cái này hết, đúng không? Highlight những cái thằng nào mà mình muốn apply, ngay cả cái chính thằng này cũng được, mà nếu mà mình không không có select cũng được, mà select cũng được, tại vì nó re change it to itself, and that doesn't really matter, đúng không? Nhưng mà trước khi mình làm như vậy thì mình phải là copy cái thằng này trước, là mình right click nè, ok, rồi mình vào trong develop setting nè. Ok, xong rồi mình copy setting. Ok, một khi mà mình copy xong rồi đó, mình sẽ highlight mấy cái thằng nào mà giống giống như nó, đúng không? Cái này rất là tricky, mình phải là đoán coi cái nào nó giống giống đủ mới được, chứ không thôi là nó sẽ bị hư. Đấy. Nhưng mà nó là that's a good start rồi á. Có bạn quý vị có thể unclick thằng này hoặc là không unclick, it make no difference. Nhưng mà thí dụ như thì mình làm cẩn thận thì mình unclick thằng này. Rồi mình right click thằng này, mình vào trong develop setting và mình nói paste. Okay, thì bây giờ ra hiện chỉ highlight có 4 5 cái thôi, nhưng mà theoretically you can do 20 10 100, it doesn't really matter. Ok, mình có thể vào này mình chọn hết mấy thằng sáng cũng được, như anh Trọng nói, hoặc là mình chọn mấy thằng tối nhưng mà mình phải làm riêng. Ok, rồi sau đó đó, thường đó mấy cái default này là nó check như vậy, nhưng mà mình muốn nó crop luôn chẳng hạn vậy. Cái đó rất là nguy hiểm, đúng không? Cái crop với cái geometry rất là nguy hiểm, tại vì mấy cái này là individual. Nhưng mà nếu mà mình muốn, thí dụ như just to show you, là mình có thể bấm nó. Hoặc là nếu mà mình muốn copy everything á, thì mình bấm check all. Ok, thì khi mà bây giờ mình vào đây mình bấm ok, thì instantly nó sửa hết. Instant, rất là nhanh. Ok, now everything is gonna have that change. Đó, đây là the best you can do thôi. Vừa khi hồi nãy bên bên tay trái nó có cái chỗ rating, nó có thể mình rating nó trước, nó thành một group không anh? Dạ đúng rồi anh, Dạ đúng vâng. rồi, exactly. Tức là thế nào, mình có đó, mình có thí dụ như là mình nói ok, năm cái thằng này, năm thằng này là nó giống nhau, ví dụ vậy. Ok, mình có thể vào đây là mình có thể cho nó một cái rating, hoặc là tốt nhất là mình có thể làm màu nào, hoặc là mình làm star, mình có thể do whatever. Ví dụ như làm màu đi, làm cái này. Ok, thì mấy cái này nó có mấy cái màu này đúng không? Thì sau này mình mà muốn á, all you have to do over here đó, là phía bên này nè, phía bên trái này nè. Quý vị thấy cái bên trái. Dạ. Ok, thì mình chỉ cần bấm cái này thôi, thì nó sẽ bỏ hết mấy cái khác, nó chỉ chọn mấy cái này thôi. Tức là nó đã nhớ rồi. Ok, thành ra sau này mình muốn đổi, mình sửa một cái, mình vô đó mình đổi hết bằng cái cách này. Thì cái này nó là tương đương với cái thằng Lightroom Classic. Lightroom Classic thì nó có mấy cái này ở trong cái library module đúng không? Mình có thể làm được, hoặc là có thể ngay trong cái develop module mình cũng có thể copy được. Nhưng mà trong cái ACR đó, thì nếu mà mình muốn làm mấy cái thứ này đó, thì mình phải là làm trong bridge. Nếu mà quý vị không muốn làm trong bridge á, ví dụ như bây giờ thì muốn launch hết mấy này qua ACR, thì nè bây giờ nè you can do it. Ok, ở đây là nó phải open quý vị mới xài được. Đó là hồi nãy như anh Hiệp anh bắt đầu anh show đó là như vậy nè. Nếu mà mình muốn muốn làm ACR để mình sửa thì mình phải open them all. Ok, nó rất là khó, tại đó tại sao mình nên xài bridge. Đấy, thì mình vào đây mình cũng là có thể copy edit setting nè. Exactly. Ok, thì mình copy của thằng này xong rồi mình copy qua mấy thằng kia.
Ok, hiểu, mình copy cái này xong rồi mình sẽ highlight mấy thằng kia. Và mình right click. Mình nói paste edit setting. Control V. Ok, that's how you do it. Ok, rồi ở đây mình cũng có thể là làm star hoặc là làm label được. Đấy. Mình thấy vào đây là mình có thể set label. Này. Same thing, nhưng mà mình phải open them all. Thành ra nó không có tiện. Thành ra quý vị, nếu như anh Trọng anh muốn làm vậy, anh nên dùng cái bridge. Cái bridge rất là good. Hiện xài cái bridge ở đó. Đó là, thành ra bây giờ nó thời xưa hiện có xài Lightroom Classic, nhưng mà bây giờ hiện không có xài nữa. Tại vì cái bridge nó nhẹ tội hơn. Máy mà mình mà yếu, ví dụ như khi nào hiện xài cái laptop nó không có chịu chạy. Thành ra đó, mình mà xài Lightroom Classic là mình ngồi mình phải đếm ta đó 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 hồi nó mới làm nó chậm lắm. Cái thằng bridge đó, nó nhanh gấp 3 lần cái thằng Lightroom Classic. Nhưng mà nó không có làm tốt như cái thằng Lightroom Classic, nhưng mà nó almost the same. Ok, thành ra that is the message. Cái vâng. này đó nó không có sort bằng cái ánh sáng, cái thành ra you cannot do it. Lightroom Classic cũng không làm. Vâng, Cái cảm này ơn. Đó cũng là không làm. cái câu hỏi tôi muốn. Thành ra rất là cảm ơn anh nhiều. Dạ, không có chi cho anh. Ngài, ngài và Lightroom mà tại vì nó too slow, nó take so much Yeah, exactly. Lightroom rất là chậm. Đó tại sao hiện không có xài Lightroom nữa. Tại vì mình xài, ví dụ như tiền nó, ví dụ nhất là khi mình đi travel, mang cái laptop nhỏ xíu, yếu xìu xìu xìu, làm Lightroom chịu không nổi. time. Cảm ơn Yeah, nhiều nhiều. thì download cái bridge, dù mà có mấy này là this is for free. Yeah, cái picture for free. Yeah. Anh Hiền tôi chưa hỏi. Dạ vâng. Tôi nhớ trong cái ACR đó, một cái bình hiện lên, bình ấy lên. Sau sau khi mình optic rồi thì mình có press cái alternate, xong rồi cái mình cái chỗ mà black á, mình mua qua bên tay tay mặt hay tay trái gì quên, tay tay mặt thì gì, cái nó bắt đầu nó hiện lên một cái điểm màu thì mình ngừng lại, sau đó mình biết Oh yeah, cái đó không phải optics, cái đó là details. Ok, let me show you. rồi chứ mình Cái press đó để mà sharpen thôi. Nó cái đó đây mà chỉnh ánh sáng cho nó đúng, nó không bị Dạ over. dạ nó có rất là nhiều cái function, nhưng mà hiện nghĩ đó là chị sáng chị đang nghĩ tới cái sharpen. Thí dụ như mình lấy cái này chẳng hạn đấy. Press cái alternate, no, press alternate cái mua cái black qua bên tay mặt một chút chút, Ok. rồi Dạ mua cái dạ, white cái qua này bên là ở trong cái này. tay gọi Ok. là gì? Thì đó. Dạ, mình hold down on the key nè, option key. Ok, và khi mà mình bấm nó đó thì nó sẽ show. Ok, tức là trong cái thí dụ này là very poor one, tức là khi mà mình thấy color là nó Dạ em đã nhớ là quá rồi, đúng dùng không? có white với black anh ơi. Dạ, cái quay nè, hiện đang làm cái quay mà. Ủa, hiện làm shadow hả? Đâu, hiện làm cái quay mà. Oh, sorry chị, hiện làm sai chỗ. Cái đây nè, ví dụ như cái quay này á, nó và cái black. Okay. Khi mà mình kéo nó cho tới nó trắng hết á, rồi mình bật nó qua đó. Khi mà nó đổi màu ấy, tức là nó bắt đầu clip rồi. Đúng không? Vậy thôi thì cái này đó, thật ra nó cái này đó mình có thể sửa ở đây. Hoặc là mình dùng cái này cũng được nè. Mình kéo thôi. Mình kéo cái white, cái black bằng cách này. You can sửa nó. Cái đó thì Thì á, mình bật cái clipping lên là you can see it too. Tức là mình không cần phải nhất thiết là phải hold down cái on and key để mà mình làm tại mình cái nhớ ở đâu biết chứ ai học này. Yeah, thành ra you có thể làm vậy. Nó ok có cái on and key nó có nhiều lắm. Cái mà hồi nãy mới hiện nghĩ là hiện tượng nó chị hỏi là trong cái detail này nè. Okay, trong cái detail này nó có cái sharpening đúng không? Thì cái sharpening này đó, khi mà mình kéo cái sharpening thì nó sharpen nguyên một cái tấm hình. Nhưng mà nếu mà mình không có muốn nó sharpen nguyên cái tấm hình á, mình hold down on it khi mình bấm cái masking nè. Thì á, cái masking này nó khi mà nó mà màu trắng hoàn toàn ấy, tức là nguyên cái tấm hình nó bị sharpen hoặc là nó được sharpen. Cái khi mà mình kéo cái này nè thì những cái phần đen ấy, nó không có sharpen nữa. Thành ra mình có thể control cái sharpen point.
Ví dụ mình chỉ muốn mấy cái edge nó sharpen thôi á, thì mình kéo thằng này như vậy thì chỉ có những cái phần trắng nó được sharpen thôi. Ok, thành ra mình có thể mạnh tay ở trong cái sharpening này mà mình không có sợ nguyên cái tấm hình nó bị hư. Vì hiểu ý nói không? Tức là tức là cái ACI nó có rất là nhiều cái thứ để mà mình làm được nha. A lot of things that you can do. Ok. À, mình học chưa có hết đâu, tại vì dù cho mình xài 4 cái session không có đủ, cái này nó rất là phức tạp và nó rất là hay. Tại bây giờ mình sửa hình toàn là mình dùng ACR nhiều nhiều nhất á. Tùy chị thôi à, ví dụ như là như như Hiền với anh Hiệp thì xài Photoshop nhiều hơn một chút. Hiền thì xài một nửa ACR, một nửa Nhiều mới qua. Photoshop. Như như anh Hiệp anh xài 80%, 85% Photoshop, không có một cái method nào hay hoặc là dở hơn đó. Cái Nhưng mà nào nó mà hay với dở đó là tại vì cái skill set của mình ở đâu. Ví dụ như gặp như anh Hiệp, anh quá giỏi về Photoshop rồi, anh đâu có cần worry cái gì đâu, đâu có cần làm ACR làm gì đúng không? Thì nhưng mà cái ACR đó nếu mà mình có học đó, thì tương đối nó dễ hơn một chút cho mình xài. Cái Photoshop này nó hơi phức tạp. Nhưng mà trong cái lớp này mình show quý vị cả hai mà, thành ra quý vị có thể develop your own skill set. Ok. Có nhiều thứ đó trong ACR nó không có làm được. Ok. Dạ, thành ra nếu mà mình vừa làm ACR vừa làm Photoshop thì mình sẽ tốn thì giờ theo cái cách đó là mình phải làm cả hai thứ. Nó nếu mà mình làm Photoshop không thì mình save được một cái số đó, nhưng mà somewhere in between là the best. Ok. Trở lại cái câu Có một hỏi của chị Sáng á, là chị hỏi nghĩa là sao, tức là bây giờ chị dùng và chị alternate rồi chị mua cái black một cho cái đến khi nào mà nó bắt đầu chị thấy nó có màu. chà đúng rồi, ngừng lại. Rồi rồi cái white cũng vậy phải không? Cái quay hồi nãy mình mua bên tay phải thì bây giờ cái quay mình bên tay trái thì nó Không, sẽ chị mua làm tại vì nhiều khi cái đó đó cái black and cái white với cái black đó đó thường thường đó tính tính có là khi mà cái hình mình gần như xong rồi đó thì mình muốn trước khi mà mình đem đi in hay là gì đó mình muốn trở lại Asia để mình check cái đó để mình coi cái hình mình nó có bị cháy không, nó quá tối hay là nó quá sáng. Tại vì trong cái quá trình mà chị làm Photoshop á, chị nhiều khi chị kéo tùm lum hết đó mà chị không biết, tại vì chị không có nhìn cái như cái hình này của anh Hiền đi Dùng là nó rất là đẹp, Instagram nếu mình tại sợ vì cái Instagram á nó không có bị cháy. Anh ra khi nhiều khi đó thí dụ như chị cuối cùng rồi á, chị thử là chị alternate xong rồi chị mua cái white cho đến khi nào mà chị thấy nó hơi bắt đầu nó có màu thì chị ngừng ở đó. Cái black cũng vậy, cái đó nó làm hai ba chuyện. Là thứ nhất là nó check cho mình khỏi cho cái hình của mình không bị cháy hay là không bị tối. Thứ nhì nữa là nó có thể nó tăng cái contrast của chị, tại vì nhiều cái hình mình không có để ý á, cái hình của mình nó thiếu contrast mình không biết. Nhưng mà khi mà mình trở về đây á, mình kéo cái white lên nhiều lắm mà bắt đầu mình mới Đúng thấy nó rồi. cháy, rồi mình kéo cái black xuống nhiều lắm đó, thì cái đó nó cũng là cái nó giúp cho cái contrast của chị nữa. Hiện không có một cái thí dụ mà như mà anh Tuấn vừa mới nói đó. Tức là cái idea anh Tuấn anh nói đó, như vậy đó, có thể là Hiền hiểu mà Hiền nghe được cái anh Tuấn nói, nó rất là quan trọng, nó có nhiều cái chi tiết trong đó mà đôi lúc mình không có nghĩ tới, mình không có ghét được. Là đó, cái đầu tiên anh Tuấn nói đó, cái white and black này là mình nên làm lúc cuối cùng. Tại sao? Tại vì nếu mà bây giờ đó, thường cái light là mình làm đầu tiên đúng không? Mình mà làm cái white với cái black này nó perfect rồi đó, rồi quý vị vào trong cái color mixer làm cái point color, lúc đó nó lại trật. Tức là bất cứ những cái hành động nào mà mình làm mà có dính dáng vào ánh sáng thì cái sau này đó, sau khi mình làm xong là nó lại bị banh sáng, tức là nó sẽ bị clip. Ok, thành Anh ra đó Hiền. cái điểm quan trọng đó là mình phải check lúc cuối, mình có thể sửa ở ahead of time, nhưng mà Mình cái có lúc thể mình cuối. lấy cái thí dụ cái hình này nè anh Hiền. Tức là bây giờ anh thử thử vào like xong rồi anh coi coi nhiều khi cái hình này anh có thể tăng cái contrast lên được.
anh thử Đúng anh rồi. alternate white thử Dạ coi. đúng rồi, bây giờ đó dạ, như như anh Tuấn nói đó, cái mà mình muốn tức là mình muốn maximum cái black all the way to the left cho tới lúc mà nó không có bị clip, và mình muốn cái white nó all the way to the right không bị clip, thì lúc đó cái contrast của mình đúng nhất, cái tấm hình của mình nó sẽ đẹp nhất with everything. Thành ra đó, thí dụ như bây giờ mình sửa xong hết rồi, cái step cuối đó là mình sẽ bấm cái quay, ok, mình hold down on it để mình thấy, thì mình sẽ đi như vậy nè. Cái lúc mà quý vị thấy một số cái màu nó đổi đó, chưa có nghĩa là nó cháy, ok. You có thể stop here, nhưng mà nếu mà mình đi quá nè, quý vị thấy đây nó bắt đầu nó clip, thì lúc đó mình sẽ back off. Ok, tới đây thấy nó hết clip rồi, nó cháy một chút nhưng mà cũng sao đúng không, nhưng mà nếu mà mình không muốn nó cháy gì hết thì mình back off thêm một chút nữa, thì cái tấm hình này chụp nó rất là sát, à, cái này nó sát, cái này nó sát, there's not that much room, hiện không có tấm hình để show quý vị là ví dụ như mình á không có một chút weight nào bên này hết, ví dụ như như vậy nè, ok, nếu nó như vậy tức là không có cái weight, ví dụ như tấm này nè, cái black thì mình không có kéo nổi nè, tại vì nó có mấy cái black nó nhiều, nhưng mà ví dụ nè quý vị thấy nếu mà nó không có quay nào, quý vị thấy cái tấm hình này nó nhợt nhạt, nhợt nhạt là tại vì nó không có đủ, mình mà nắm thằng này là mình kéo ra thì cái contrast nó sẽ lên, cái trong này là nó hơi sơ đồ, cái này không phải là cái good enough để mà show, nhưng mà quý vị thấy cái contrast nó better, mà cái quay với cái black này á, đôi lúc á nó rất là wonky. Ok, mình có thể double click. Double click. Nhà nơi Vâng. cao cái store ram. Khoan 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 anh Dũng, Anh Tuấn ơi. Gọi lại bây giờ anh Hiền alternate cho mẹ anh chút thì kéo gọi cái wide lên. Vâng, ok. Để Tuấn Tuấn muốn nói rồi đó, khoảng đã khoảng cỡ này đi anh Hiền. Dạ, Thấy tôi ok thấy được rồi. Nó hơi bị đờ, hơi hơi bị clip, nhưng mà kéo lại chút xíu cho anh, khoảng cộng 10 đó. Ok. Ok, 11, ok. Ok, rồi giờ alternate black kéo về bên bên tay trái. Ok. Nhiều quá anh. Nhiều quá. Khoảng khoảng trừ 10 đi. Trừ 10 anh. Đó, tôi nghĩ là như vậy được rồi. Yeah, Thì đúng. bây giờ đó anh thử cho các anh chị thấy before với after cái contrast nó khác. Nếu mà Ok. anh xuống dưới anh đánh Dạ before. đây nè, đây được rồi. Dạ thấy contrast nó hơn nhiều không? Nó không có nhiều lắm nhưng mà nó cũng hơn. Cái này là after nè. Cái này là before nè. Nó nhợt nhạt hơn dạ. Absolutely, khi mà mình dùng cái white với cái black á, là nó rất là hữu hiệu để mà tăng cái contrast. Ok, nếu mà không có đủ thì sau này mình có thể dùng curve hoặc là dùng những cái thứ khác. Hoặc là mình có thể dùng cái contrast này, nhưng mà mỗi khi mà mình đổi như vậy á thì quý vị thấy nó đổi cái histogram. Mình phải phải watch out for it. Cái histogram mà mình muốn nó càng cao càng tốt. Càng cao mà càng đầy hai bên. Cái đó là cái detail của mình, thành ra khi mình dùng curve hay là mình dùng contrast hay even mình dùng cái white với cái black này, lúc nào mình cũng phải phải nhìn cái histogram để mình coi coi nếu mà nó flat xuống á, là cái hình mình thiếu, nó mất đi detail nhiều lắm. Vâng, Đó đúng là rồi. ý tôi muốn nói là cái đó là cũng là một trong những cái bước cuối cùng trước khi mà các anh chị finalize một tấm hình. Sorry anh Dũng. Ok. Rồi Anh Hiền anh ơi, Dũng muốn hỏi gì anh hỏi đi. có câu hỏi. Trong cái histogram mình có ba cái màu, bây giờ Vâng. cái thí dụ trong cái hình này cái màu xanh nó lấn qua phần tối nhiều quá, mình có thể giảm cái màu xanh xuống được không, một blue Được anh, thì được tôi có nha. chỉ anh rồi đó, là mình dùng curve và hay là anh Hiền có thể kéo xuống, nhưng mà thường thường á tôi hay dùng curve rồi xong rồi mình vào cái màu xanh đó, mình kéo cái À, màu màu xanh xanh. lên. Vâng, đúng rồi.
đó, xong rồi vào Màu màu xanh xanh này nha. Đó, anh nè. kéo cái màu xanh lên thì là nó Kéo bắt lên thì nhìn. nó sẽ sáng hơn, Dạ. màu Sáng của màu rồi. anh kéo ngay cái đầu á anh Hiệp, anh kéo ngay cái đầu, không cần để kéo chính giữa đó. Kéo ngay cái đầu á ra ra ngoài hết, ra ngoài qua hẳn qua bên trái. No 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 no. Sorry. Bên trái Qua rồi. bên trái, qua bên Bên trái. trái nó không không có hiệu. Không không không. Sorry. Anh để lại. Cái ở dưới đó, cái cuối cùng ở dưới, ở bên Cái dưới. này ha. Dạ, anh kéo lên chỗ. Oh, yeah, Anh kéo lên là nó mất màu xanh nha, nó kéo nhiều quá. có màu xanh nhưng mà bộ đỏ nó lên. Thì lại kéo màu đỏ. Yeah. Đó, giờ anh kéo màu xanh cho Yeah, nó đúng hết rồi. đi, xong Thì rồi nếu mà màu mình đỏ nó sẽ lên thì mình lại kéo màu đỏ. Ồ. trick nó. Yeah. Xong rồi Nhưng bây mà giờ nó màu kéo đỏ màu đỏ nhiều đi quá anh. thì mình sẽ kéo màu đỏ. Yeah, màu đỏ giờ hết bị. Màu xanh lá cây bị phải không? Thì mình vào đây Dạ, xem mình thử. kéo một xe lá cây thôi. Thì giảm thằng này nó tăng thằng kia tại vì cái màu. Đúng rồi, nhưng mà đó thì mình cứ adjust Mình nha, có cái thể đó tweak đó. nó được. Dạ, Nhưng mà cứ mấy cái adjust từ từ, này cứ á. RGB 3 màu. Yeah. Mấy 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 cái này nó có bị một chút là cũng chẳng có nhầm Không nhò gì, sao, thường dạ. nó very obscure. Rồi rồi cái màu đỏ mà màu đỏ ở bên sáng đó, mình cũng có thể mình vào cái màu đỏ mình kéo nó xuống ngay ngay cái góc bên phải á. Dạ. Đó, hết rồi đó. Yeah. Ok, thì mình có thể tweak nó. Nhưng mà mình tweak quá thấy cái màu nó lại không đẹp, thành ra mình cũng phải cẩn thận một chút. Hiền đối với Hiền lắm, ấy cái màu mà nó hơi bị một chút quá chẳng có nhầm nhỏ. Anh Hiền ơi, có khi Dạ. mấy cái đó mình không có làm ở bên Curve. Tại vì mấy cái đó mà nó tức là phía bên bên tab Dạ, chỗ mình đó có nó thể có dùng màu màu color màu được. lên đó, mình có thể vô trong cái color Dạ, rồi. mình vào trong cái color mixer dùng cái point Không color phải cũng được, tức là mình xài cái saturation kìa, mình kéo cái saturation xuống là nó mất đi. không, nhưng mà anh phải coi chừng nha anh Đức, là khi mà anh dùng cái saturation, tại vì cái này Saturate. anh kéo như vậy anh không biết màu nào, còn Không anh cứ phải, nói không như phải, vậy. nó chỉ là mình bớt một chút saturation là nó còn coi như là Đúng minus rồi, one hay là minus two nếu mà để mình là muốn nó làm vậy á, balance. mình phải vào trong color mixer này nè, thành ra mình chỉ là Đúng rồi, isolate một cái. color mixer cũng được, nhưng mà anh phải cẩn thận là khi mà anh kéo saturation đó là ba bốn màu nó xuống hết. Yeah, đúng rồi. Và bây giờ đó mình Vậy, chỉ muốn một giống cái. như bây giờ anh Tuấn này anh vô cái curve á, anh đẩy cái xanh lên thì nó lòi cái đỏ ra đó, anh đẩy cái đỏ lên á thì nó lòi cái xanh ra, cho nên là cái đó là cái saturation nó mình kéo một cái là tất cả nó đi hết. I don't think so. Sorry Yeah, anh. I did it Ok anh thử đi, many anh times. thử thử kéo saturation đi. Thì Có nó đó. sẽ Nhưng hết, mà nhưng mà cái mấy cái màu kia nó cũng hết mấy theo. kia cái màu nó sẽ bị Nó messed phải up đi nên Hiền cũng saturate không có thích hết. làm. Dạ, Không đó, không không có sở thích bao nhiêu đâu. em ý kiến nè. Nếu mình vô mixer đi, cô đã mixer xong rồi nó sẽ nó có ba cái hàng, hàng thứ nhất là hue, hàng thứ nhì là saturate, hàng thứ ba là lumination. Thì so bây giờ nếu nó tối á, cái nó bị qua tối quá thì mình lumination mình không cần đụng tới touch tới hue hay là saturate, mà mình đụng cái lumination mình cho nó tăng lên, sáng lên. Em Không, nghĩ nhưng mà ý tôi muốn nói là cái saturation này nó dạ. chỉ là có màu. Bây giờ khoan khoan bây giờ nè, để nói về cái của anh Đức đi. Ok, bây giờ nè mình giảm saturation nè. Dạ, anh Thì kéo từ từ, anh nó kéo từ work từ đúng đi. không? Nhưng mà chuyện gì xảy ra? Bây giờ mấy cái Nè, màu nó đều bị ok, xuống không hết, không nó không, xuống dốc. nếu mà anh thấy hết rồi Đúng á, phải màu. kéo lại chứ, cho nó saturate lại chứ. Được. Không. Được. Anh phải kéo qua Không bên phải kìa. đúng. Anh kéo qua thì nó lại cháy lại. Không, kéo một chút à. Kéo tức là kéo tới nó vượt hết thì coi như là cái Nhưng màu mà nó không anh xa được. thấy cái này bây giờ nó bị Tại vì thành anh kéo đục nhiều phải không? quá đi. Từ Không, anh đưa nó từ cháy. cao như là anh Tuấn biến ra thành Hiền rồi, lụng xuống nhiều quá. Cái Không có được đúng không? Thành ra đó của anh đối với Tuấn Hiền á, cái không có tưởng hòa saturation is rồi, nếu non. mà nó quá đi thì á mình cứ đẩy 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 á thì nó cái màu nó cũng cũng biến á. Dạ, nhưng mà coi coi cái tấm hình của Hiền nè. Nó Bây đúng giờ nó xấu dã dạ man. mà. Nè, hồi này nó đẹp như vậy nè. Bây Dạ. giờ kéo saturation nó look good on Instagram mà tấm hình Tại của mình vì anh ra Đức gì. anh kéo như vậy đó
anh kéo màu xanh xuống, nhưng mà anh nhìn thấy không, màu cái màu xanh lá cây với màu đỏ nó cũng cũng đi Không, anh xuống hiện theo. rồi, anh hiện tại vì anh kéo bây giờ là minus 33 phải không? Going back to minus 20. Thì để cho anh thấy, mà nếu mà anh kéo cái Yeah, màu nó mà no, không that có is too đẹp much. bằng thời xưa, anh thấy Minus không? 16, above minus 16. Không không, That'd be anh good. Đức nghĩ vậy nè. Bây giờ đó thật ra trừ phi mà anh không có thích cái màu anh đậm là chuyện khác. Ok, nhưng mà đó khi mà mình sửa cái histogram là mình dùng cái luminance. Hồi Dạ. nãy chị Sáng nói đó là Sáng. nó có hue nè, Dạ. saturation và luminance. Dạ Cái đúng. việc đầu tiên mà anh nên sửa là luminance chứ Dạ không đúng phải rồi. sửa saturation, Dạ đúng tại rồi. vì anh sẽ làm cho cái màu nó xấu đi. Dạ. Trừ phi mà anh thật sự muốn cái màu nó nhợt nhạt, ok, có những cái trường hợp anh không có muốn cái màu nó sặc sỡ, nhưng mà nếu mà anh mà muốn cái màu sặc sỡ đó thì anh không có nên xài saturation, là nó bị ảnh hưởng quá nhiều. Cái luminance đó, nó không có ảnh hưởng gì nhiều. Thành ra đó khi mà mình dùng để mà sửa cái này đó, thật ra không phải là không được đấy, nhưng mà nó có cái lợi cái hại. Thì mình mà Nhưng mà Đức làm đổi cái cái này á, thường luminance thường á, là là nó Đức ít làm hại. trước kìa, tức là cái Ok. mở cái hình ra, mình bấm cái ô tô cho nó tự động nó chỉnh cái màu, xong rồi nếu mà nó có gì á thì mình chỉnh trước, rồi sau này á mình mới chỉnh lại mấy cái màu thì nó không có bị creeping. Không, Dạ thiệt ra thì đó, tùy mình. cái này nè, thì thường thường cái này là tính làm cuối cùng, tại vì sau khi mà các anh chị thay đổi màu sắc rồi đó, cái bước cuối đó mình coi cái màu nào của mình đó nó bị clip thì mình sửa cái màu đó thôi. Còn mà đồng ý với anh Hiền, cái này nó hoàn toàn về luminance chứ không phải là saturation. Thành ra mình sửa saturation tức là mình bẻ cái màu khác thì cái màu kia nó xuống, nhưng mà cái đó không phải là good fix. Còn cái mà bây giờ anh really anh muốn muốn target cái đó đó, thì anh vào là cái line như nãy anh Hiền làm á, anh alternate, anh coi cái phần nào sáng, cái phần nào tối đó nó hiện ra, mà anh attack cái phần đó thôi, là cái hình của Vâng, anh đúng nó rồi, đúng rồi. sẽ hoàn toàn. Nhưng mà À, nó đó đó là những cái phần sáng nè, đó đúng đó không? những cái phần sáng Vào đấy, đây vào đây đây là những cái phần tối nè, là đó. mình có thể target mình đó. Chút Nhưng mà xíu phần này vừa đổi thôi, cái này đổi nhiều quá, vừa đổi. dạ dạ Hiền phải làm quá tay để cho quý vị thấy thôi, đúng đúng rồi. Và in practice mình không có muốn overdo Ok, như vậy, đúng không? Nhưng mà nhưng mà Hiền muốn show cái cho quý này vị là thấy anh cũng dùng được. cái point color đó, anh sửa lại cái luminance là nó hết à? Dạ đúng rồi, Exactly. dạ, em thấy đúng rồi đó, dạ. Dùng cái Nhưng point mà color. cái này là cho những cái tấm hình mà in general nó mình chỉnh nhờ landscape hay người vừa đủ sáng vừa đủ tối. Cái những tấm hình như lại high key, low key hay là mình black and white mà mình muốn cho nó như more contrast thì doesn't matter, cái histogram nó show. Cái mà mình nhìn thấy trước mặt là cái quan trọng. Thật ra technically nó mà có clip một chút xíu là cũng không sao, đúng không? Thành ra khi mà mình thấy mấy cái này đừng có panic nhé. Nếu mà nó quá độ đó thì lúc mà mình in đó, mình thấy được lúc đó mình mới worry. Chứ còn ví dụ như đôi lúc đó, cái phần nó quá đen, thành ra quý vị làm cách nào nó cũng không có sửa được hết. Cũng đâu có sao đâu, đâu có chết cái gì đâu. Yeah, you can't even see it. Lúc mà you print, you cũng thấy lúc đó cái histogram chỉ là một cái guide để giúp cho mình thôi. Mà cái mà để nhớ đó, hai cái ôn lại nè. Một á, là mình muốn cho cái phần black nó rất là gần cái chỗ black mà nó không bị clip. Và mình muốn cái phần sáng á, nó gần nhất của cái sáng mà không có bị clip. That's the best. Và mình muốn cho cái info ở giữa này nó càng cao càng tốt, thấy không? Hiền chỉ cần đổi một chút là nó cao như vậy, như anh Tuấn vừa nói là cái chi tiết nó rất là nhiều. Ok, đôi lúc mà mình không có để ý, mình kêu cái chi tiết bằng cái cách mà mình mà muốn trì cái thằng clipping mà mình làm cho cái tấm hình mình xẹp lép lùng chủng nó không có được. Thế thành ra mình phải straight cái balance ở giữa mấy cái này rất là quan trọng. Đồng ý với anh Hiền là cái mà mình check cái white với cái black, theo như chị Sang hỏi đó, là để mình một phần đó là mình, nếu mà mình có print đó thì nó không bị cháy hay là nó không bị tối quá.
cái thứ nhì nữa là cái contrast. Khi mà mình làm như vậy đó là mình optimize lại cái contrast. Với là trong trường hợp này ví dụ như mình cũng có thể làm một cái spot để mình làm sáng cái phần tối thôi và làm tối cái phần sáng thôi, ví dụ dùng cái radio filter này nè, thì nó tốt hơn là mình làm nguyên tấm đúng không? Đúng Thì rồi, cái này anh Tuấn anh dạy rất là nhiều lần. nó như là bây giờ nó ở bên góc trái nó có một chút xíu đỏ đỏ đó, đó. Thì Vâng. mình vào mình dùng cái radio mình kéo cái màu đỏ thôi thì nó không có affect mấy cái màu kia. Còn nếu mà dùng saturation nó là tính tính rất là very careful hay là dùng cái Cái saturation. saturation không có được tốt đâu. Mình vào trong này là ví dụ mình vào trong point color hoặc là mình dùng mixer cũng được. Đấy. Thôi Mình có không. thể bấm vô đây chẳng hạn. Sẽ hiện ra ba cái. Ở dưới nó sẽ có ba cái hàng. Và mình có thể nắm kéo này nè. See? Nhiều. Like that. Ok, và mình vào đây. Mình làm thêm một cái mask nữa nè. Cũng radio luôn. Đấy. Và mình kéo này đấy. Ví dụ vậy. Mình có thể tilt nó lên. Kéo nó xuống đây. Và mình có thể tăng exposure lên cũng được rồi. Không cần gì nhiều. Nhưng mình cũng có thể dùng cái point color. Nhưng mà cái này tại vì nó là một cái mask. Thành ra mình chỉ cần đổi thằng này như vậy. Tăng exposure lên một chút là nó ăn tiền thôi, mình có thể sửa kiểu đó được. Thì mấy cái này là mấy cái mà thành ra đó là mình đã fix cái này rồi. Mấy cái này sợ gì nó vẫn còn, tại vì ở đây cũng bị cháy này. Nhưng mà mình sửa cái phần này rồi nè. Ok, bây giờ ví dụ mình Không phải vào anh Hiền ơi, cái đó anh phải không phải tăng exposure, phải tăng cái black kìa. Thì nó con. bằng cái black là làm sao? Tức là cái chỗ mà clipping mà bên trái nó có cái màu xanh là hồi nãy cái anh bỏ cái radio mà ở cái chỗ tối đó. Anh tăng cái exposure không đúng đâu, phải tăng cái black kìa. Ông không có cái gì đúng sai đó, cái idea là anh đổi cái Nhưng luminance mà là bé với không, method bây giờ you tức là use anh to muốn do viết it cái creeping mà bên phía phía tối á, là bây giờ nó có màu xanh trời phải không? Bây ok. giờ anh làm xong mà làm hết cái màu xanh trời kìa. Có cần thiết như vậy không? Có cần không? Why do you Ai đúng đâu, Nãy lúc giờ nãy mình anh nói nói rồi, anh để anh nó ghét nếu mà anh anh ghét muốn cái luminance nếu mà anh không muốn thì là ok. để nó sáng lên đó. No, cái hình Why? này perfectly ok rồi. Nếu mà anh muốn làm, anh nói là bây giờ tôi không biết làm vậy, anh muốn rét rí cái màu xanh dương, tôi sẽ chỉ cho anh cách làm mất cái màu xanh dương. Nhưng mà cái histogram này chỉ là cái gai thôi. Bây giờ tôi cho anh một cái thí dụ khác. Mà anh được thí dụ như bây giờ để tôi share cái screen anh nè. Ok anh, go ahead. Để hình anh có thể take over được không hay là làm sao? Ok, good. Ok. Rồi bây giờ tôi cho anh cái hình này. Ok, cái histogram đa số nằm trong phòng tối. Right. Mà bây giờ tôi còn muốn cho nó tối hơn nữa. Kéo cho nó tối hơn nữa. Right. Để cho cái hoa của tôi nó nổi lên. Cái mà mình muốn làm, cái histogram nó chỉ là cái gai thôi. Bây giờ nó clip đi tùm lum nè. Tôi có kéo không? Không. Tại vì tôi muốn cái hoa của tôi nó nổi lên. Đấy. Không, cái đó anh Hiệp à, cái đó em biết. Ok, không phải không biết đâu, tại vì cái đó là tối, nó tối nhiều hơn. Bây giờ mình quan trọng nhất là cái chủ thể, là mình phải nó cho nó sáng, cái đó là cái điểm khác. Nhưng mà em nói là hồi nãy cái tấm đó đó, nếu mà mình không muốn nó creeping á, thì mình phải tức là mình phải tăng, tức là cái chỗ tối á, mình phải tăng cái black chứ không phải tăng cái exposure, Ok. phải không? Cái black á là cái là nó set khi mà anh mua cái black and white nè, nó set cái điểm tối nhất của trong tấm hình và cái điểm sáng nhất của trong tấm hình. Nào bây giờ này anh Hiệp ạ, cái hình này ha, ok, bây giờ anh kéo exposure xuống, nó sẽ creeping, nó sẽ hiện ra cái mấy mấy cái màu xanh tối đó,
nó có hiện ra không anh Đâu bấm đâu đâu coi nó hiện ra không? bây giờ cái màu cái hoa này cái màu nó rất là ít. Bây giờ nếu mà tôi kéo nó tối á là tất cả tấm hình nó tối hết, tôi không muốn như vậy, tôi chỉ muốn cái shadow nó tối thôi. Phải, tôi cái hoa tôi muốn cho nó sáng lên nhưng mà tôi muốn cái shadow nó tối, thành ra tôi kéo cái phần tối này cho nó tối luôn. Phải. Ok nè, thí dụ nè, bây giờ nó creep hiện là cái màu trắng phải không, ở phía bên để trái phải không, thì anh cho cái màu nó ra đi, anh cho coi đứa con nó tối bao nhiêu, tức là cái màu xanh đó. Cái màu xanh Anh bấm ở cái ô mà chỗ cái trên cái góc á, anh bấm cái thì nó hiện à cái màu xanh này nè. Ok thí dụ ha, bây giờ anh muốn là không thấy cái màu xanh đó, ok thì anh phải làm sao, tức là bây giờ anh giữ lại cái phần mà anh giữ lại cái phần mà cái chủ thể của anh đi, Ok, coi như là bây giờ bây giờ anh background muốn background muốn nó muốn bị muốn sửa cái hình này cho cái cháy background nó đó, sáng bị lên. tối đó. Hả? Thì Rồi bây giờ anh select cái bây background giờ này. mình làm Nè, exposure nó cũng select giảm mà background nè. làm Phải. black Bây giờ background anh làm exposure, anh tăng cái doesn't exposure matter. nó Thì cũng cái không back có thể mà chỉ đoán được đâu. sao không, tại sao không, anh biết you're missing something Ok. đó, anh tăng 100% là nó còn tối Để mà. tôi nói cái này mà tôi có nói một lần rồi. Cái histogram á, ba bốn cái cuối trừ cái exposure với cái contrast ra đó, bốn cái mà highlight, shadow, white and black á, tôi có nói rồi là nó tha kẹt bốn phần ở trong cái hình này, bốn cái phần ở trong cái histogram này phải Chính xác, dạ. đó. Cái phần mà cái phần mà all the way bên the left á, đó là black. Xong rồi đến shadow, xong rồi đến highlight và cuối cùng là white. Thành ra nếu mà mình kéo cái black á, là mình kéo cái phần nó sẽ quan trọng vào cái phần bên bên tay trái. Tại Tuấn không có control được cái cursor. Nhưng mà nếu mà anh Hiệp Ok, hover vâng, cái đúng phần dưới rồi. á, ở phía Nhưng dưới mà của cái cái histogram. exposure nó control everything. Đúng, đúng. Cái khi mà anh đụng đến cái exposure là nó làm thay thay đổi hết nguyên bốn bốn thứ đó luôn. Nhưng mà nếu mà anh Hiệp dùng cái cursor đó, anh hover cái cuối phía dưới của cái histogram đó, nó sẽ cho anh thấy là cái nào gọi là black, cái nào gọi là shadow. Anh kéo Ok. cái cursor của anh đó, anh đưa lên chút xíu, đưa lên chút xíu của anh đưa lên cái phía mà cái histogram á, Ok. xuống Đây xuống là black nè. đúng đó, anh xuống dưới thì người ta sẽ nhìn thấy cái black, anh kéo xuống đó. Tại sao nó phải đó, black á, anh thấy cái chữ black không đó. Bây giờ anh move sang bên tay 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 phải, đó là shadow, cái phần đó là phần shadow đó. Rồi bây giờ anh move tới Exposure là tới nó nằm ngay chính giữa đó anh Tuấn, nó là 5 phần ở đó đó. ra thì đó, cái exposure là nó ở đó đó. Nhưng mà tại nó làm thì cho dễ hiểu thôi, thật ra exposure nó change all four of them. Nó nằm ngay chính Nhưng mà giữa nó đó. sẽ ảnh hưởng cái phần đó nhiều nhất. Xong Nó ảnh rồi hưởng cái phần ở giữa nhiều thôi, nhưng mà không có nghĩa là nó không. Thành ra đó mình muốn đổi sao đổi, miễn sao cuối cùng nó không clip. Thành ra anh Đức cũng không có sai, nhưng mà tại vì cái black nó là mạnh nhất, nhưng mà không có nghĩa là phải bắt buộc phải kéo cái Tức black, là mà mình không có coi kéo mấy coi cái theo kia, cái ok, hình đúng không? đó mình muốn sao Kéo thôi. everything. Yeah. Ok, chứ không có phải là mình không có nhất thiết là Yeah, không phải có bắt kéo có buộc một thằng. mấy mấy cái đó, không có bắt buộc Như đâu. trong cái hình này thì anh Hiệp anh muốn là cái background nó màu đen đó, Yeah. để nó nổi cái hoa trắng lên. Nhưng mà nếu mà tính làm cái hình này á, tính sẽ không kéo cái black all the way xuống như vậy, mà tính sẽ vào mask, tức là mình chỉ thay đổi cái background thôi. Thay vì mình làm như vậy đó, nhiều khi mấy cái phần đen của cái hoa đó nó Hoa cũng đúng đúng rồi. Dạ. đúng không, mà thường thường bây giờ mình vô cái này mình chọn cái background phải, Chọn xong mình cho tối hết. Làm như vậy thì cái hoa, cái phần tối nó của cái không có hoa ảnh hưởng vô cái hoa của mình đấy. rồi em
Cái đó là better idea đó. Yeah. Đó là thường thường là tôi sửa là vậy. Bởi vậy thường thường tôi sửa này là tôi vô Photoshop, tôi dùng cái cơ tôi làm cái quạt xong, tôi select cái hoa này rồi tôi sửa cái background rồi sửa cái hoa. Nhưng mà bây giờ ACR nó làm cũng tương đối khá vậy à. Thì cái nào mà mình giỏi, mình nhuyễn, mình biết cách xài, xài cái đó chỉ vậy thôi. Còn sửa như thế nào, mình sửa làm sao cũng được hết, miễn cho nó đẹp là được rồi. Anh Hiệp cho hỏi câu anh Hiệp. Dạ. Nếu anh làm ở trong Photoshop như vậy thì anh có synchronize được giống như bên Asia không anh? Synchronize như vậy sẽ không anh. No. Dạ. Anh chỉ synchronize ở trong cái ACR thôi chứ không có trong Photoshop được. Vâng, cảm ơn anh nhiều ạ. Yeah, anh chỉ copy từ cái tấm Okay. này qua tấm kia thì được, nhưng mà both of them have to be open. Yeah. Mà phải xài gọi là adjustment layers thì mới copy được. Bây giờ thí dụ mình xài trong Photoshop cũng được nhưng mà rất là cumbersome. Ok. Giờ tôi cancel này đi. Ok, rồi. Rồi cancel đi. Yeah. Giờ tôi mở hai tấm hình lại. Ok, tấm này. Tấm này. Tôi làm ở trong Photoshop rồi, ngoài cái này sửa thì anh biết rồi, synchronize là ở đây là anh biết rồi, phải. Select hai cái synchronize, thí dụ bây giờ mình ô tô này đi. Rồi. Thì mình right click, mình highlight both of them, synchronize, click OK. Tức là hai cái nó setting the same. Right. Bây giờ mình mở vô Photoshop. OK. Hai cái hình khác nhau. Right. Control A, Control C. Mình đẩy nó qua này. Control G, V. Là đó, copy. Bây giờ mình turn off cái này đi. Bây giờ mình sửa. Ví dụ như curve. Cho nó tối xuống. Rồi. Bây giờ mình muốn apply vô cái hình kia của mình. Phải. Mình muốn apply vô cái hình này của mình. Mình turn it on, mình turn off này. Thì nó sẽ apply cái curve này vô cái hình này. Rồi. Rồi anh xê từng tấm một. Nhưng mà anh mở khoảng chừng 5 tấm trở lên là cái computer nó bắt đầu nó ho rồi. Thành ra cái mà thì nói là cách dễ nhất là dùng ACR. ACR, không phải dùng ACR, dùng Bridge, dùng cái bridge. cái bridge. Nếu mà anh có chừng 5 tấm, thí dụ 5 tấm mà nó nằm ở trong RAW file mà như là cái camera của tôi là 45 megapixel là cái bắt đầu nó ho rồi. Ok. Thành ra dùng cái bridge là tốt cho tốt nhất. Yeah. Nãy giờ tôi cũng tâm go through mấy bên Asia đó thì nó có cái star đó. Nếu như mình cho nó từng cái star đó thì nó sẽ group là together. Không phải group together, ví dụ như một star đó thì có thể nó nằm ở dưới hết. Rồi hai star nó nằm ở giữa, rồi ba star nó nằm ở trên, rồi bốn star nó nằm trên cùng. Thành ra cái đó cũng là một cái group để mà mình dùng như group đó. Vậy anh đâu cần vô ACR anh làm cái Vâng. đó, ở trong cái brick nó cho anh làm rồi. Dạ, nhưng mà thường thường tôi thẳng thẳng vào Asia đó, tại Thì vì anh phải mở nó vô ACR dạ vâng, dạ. trong cái kia, cái brick nó cũng như là Draw Explorer vậy đó, Dạ vâng, thấy dạ. không? Thành ra anh vô đó anh chỉ click từng tấm một thôi, cái nào một star, cái nào hai star, cái nào ba star, ngay từ trong cái brick mà anh không cần phải mở nó, open cái file đó ra trong ACR. Tại khi mà anh open á là cái graphic card của anh nó bắt đầu nó working. Phải. Còn cái mà bridge nó cũng như là plot nó cũng working nhưng mà nó rất là yếu. Như là File Explorer thôi. Mà ở trong đó anh có thể set một star, hai star, anh cho evaluate từng tấm hình một mà anh không cần phải mở qua trong trong ACR. Vâng, dạ. Tại vì hồi xưa giờ chưa có bao giờ xài Bridge, thành ra cũng hơi confusing. Dạ chắc bữa nào anh Hiền phải dạy bài về bridge cho anh Hiền. Có nên không vậy? Chắc cũng nên ha. Dạ Dạ. chắc cũng nên đó, tại có nhiều người họ hầu như là không có ai, nhưng kể cả tôi cũng ít khi nào tôi xài bridge luôn. Trừ Yeah. khi mà tôi process một đống cái hình mà đi chụp như là lễ lạc hay đám cưới này kia muốn process lẹ thì tôi mới vô đó thôi, ngoài ra tôi ít khi nào tôi vô luôn. Hiền cũng ít xài, chỉ xài vừa đủ thôi, nhưng mà cũng có thể
We'll have like one or two session À, dùng Brit cũng có lợi lắm anh lựa tấm hình anh cho một hai star gì đó rồi, rồi cuối cùng anh copy riêng qua một cái folder để anh biết những cái tấm hình đó thuộc loại nào Cái rồi thằng sau bridge đó á, anh mình gửi cũng có nó cho. thể ví dụ sword mình chụp bằng nhiều cái ống kính khác nhau, mình có thể là select nó Đúng rồi. filter by cái ống kính, nó sẽ Đúng rồi. hiện ra ví dụ như mình muốn select thằng nào chỉ có ISO 100 thôi mình mới select, thì mình cũng có thể làm, nó rất là lợi hại, nó không có thua gì Lightroom Classic mà nó đôi lúc còn dễ làm hơn mà nó nhanh lắm, nó không có Dạ bị nó chậm. nhanh lắm, nhanh lắm nó, bởi vậy tôi nói nó giống như là File Explorer vậy đó, easy xài mà nó có nhiều cái chức năng, nhưng mà nhiều khi tụi này không có xài nhiều thành ra không có biết hết cái chức năng của nó rồi. Dạ hôm nào Ok, vấn đề khác. có dịp anh mở một session về bridge Ok. Ok, sẽ làm cho anh. Rồi có ai có muốn dạy cái gì về khóa thứ ba nữa không? Chứ nói đúng ra là tất cả những cái tool là mình đã dạy hết rồi. Cái application mình cũng đã nói qua rồi. Bây giờ nhìn vô tấm hình của mình có biết xài cái gì, vô cái gì hay không? Thì cái mà cái kinh nghiệm của tôi hồi xưa mà tôi học Photoshop á, là tại vì tôi học cái cơ không à. Thành ra tôi nhiễm về cái cơ, ra tôi chỉ dùng cái cơ tôi xài thôi. Đó là cái mask cái gì, ngay cả cái mask tôi cũng xài cái cơ để mà manipulate cái mask của tôi cũng được nữa. Thành ra mình giỏi về cái gì, học một cái thứ cho nó giỏi để mình sửa rồi là mình có thể chỉnh nguyên cái tấm hình mình một hay hai cái tool thôi. Vậy cần học một hai cho cái tôi có ý kiến. tool. Dạ anh Dũng. À, như vậy nè, Photoshop á, thỉnh thoảng nó có cái upgrade để nó nói có những cái function mới đó. Nhiều khi nhiều anh em không để ý cái chuyện đó. Nếu mà ban tổ chức của mình á nắm được cái đó thì giới thiệu thêm mấy cái đó, tức là làm thêm sáng tỏ thêm cho anh em hiểu. Thì có Ok. nhiều cái hay lắm của cái Photoshop, nó có những cái mới mà lâu lâu nó upgrade lên, nó cho mình cái nhiều cái function mới đấy, mình có được cái đó mình chuyển cho anh em biết. Ok. Cũng như anh Yeah, cái Hiệp đó cái là vừa good rồi one. anh chỉ cái hình mà vô sửa cái mắt mũi miệng này kia, cái đó là lần đầu tiên tôi mới biết đó. Cái đó là function mới đó. Cái đó lâu chưa? Cái đó anh Hiền sửa lại thì lâu rồi. No, anh mới dạy tuần vừa rồi mà phải không? Tuần vừa rồi. Đâu vậy? Anh đi bán đó chứ. Tại vì anh sửa năm trước anh đã có nói. Không, năm trước nó không có cái cách mà sửa sửa mắt, sửa miệng, sửa mũi như vậy. Nó có cách sửa, đó là neuro, nó có cách sửa nhưng mà nó không có đẹp. Cái cách mới về từng giờ rồi anh Hiền chỉ là cách cái tool mới của nó rất là good. Như bên Liquify đó. Ở trong Dạ, rồi. cái đó tương đối khá good phải không? Nó tức là thời xưa mà mình sửa mắt sửa mũi là bị méo, là bị la hoài. Nhưng mà có cái đó rồi không có bao giờ bị la. Tại vì nó protect mình rất là nhiều. Có một cái đó gần đây cách đây mấy ngày chị Yến Vũ có đấy phải không? Có một cái problem mà Hiền thấy lạ quá, không biết Có anh. các anh chị có biết không, là chị em bù á, chị không có xài cái liquify được. À, trong đó nó nói cái file nó bị lock hay là nó bị cái gì đó, mà cái đó là hiền hiền search rồi đó, Chắc phải thì update cái đó chỉ Photoshop có lại. cái solution cho cái Mac thôi mà nó không có solution cho PC. Chị em có PC không biết có ai có biết cách sửa đâu không? Dạ đúng rồi, the could, nó nói là could not complete the liquify command because the file is locked. Ok, Thì tại không. vì cái computer chị không có đủ cái graphic memory card. Oh. Ok, bây giờ chị muốn thử đó. Yeah. Chị save với cái hình đó vô trong JPEG nhỏ thôi. Rồi chị vô liquify coi nó được hay không. Ok. Bộ Nếu mà nghĩa cái là sao? file chị quá lớn á, Dạ. nó không, chị không có đủ memory để mà process cái trong liquify. Cái đó là một cái kỳ trước chị
chị Mai Mai Âu Văn Âu gì đó là bị cái trường hợp về cái denoise sao chị? Dùng cái filter gì kỳ trước cũng cũng xem tình là tại vì càng ngày cái mai cái Photoshop nó càng cần nhiều memory tại nó có AI trong đó. Thành ra nhiều khi những cái computer của mình bây giờ nó trở thành lỗi thời. Thành ra chị bây giờ chị vô Bây Photoshop, chị save nó trong JPEG nhỏ như là chị nộp vô trong trong hội gì đó, 2.500 pixel hay là 3.500 pixel gì đó max. Rồi chị vô liquid file chị sửa. okay. Chị hiểu Đó tôi thì nói gì không? dạ chắc chắc chưa có hiểu anh nói từ Ok, bây giờ để tôi mở cái Photoshop của tôi nè. dạ Ok, để tôi kiếm một cái hình nào Ok. Ok, cái file này của tôi á, là để coi bao nhiêu pixel. vì thường thường download từ Ok, cái file này của tôi á, là 45 megapixel. Đấy, thì nó rất là yeah. lớn. Thì open nó vô Photoshop nè. Rồi tôi bỏ ra tôi để là file automate fix phải 2.500 pixel, tôi click ok rồi tôi file CSS phải mình để tôi để trong cái desktop. Ok, JPEG. Đấy. Save. Ok. Rồi. Giờ close cái file này đi. Tại cái file này quá lớn. Rồi. Bỏ cái đó. Rồi bây giờ cái file này mở ra. Cái file này á. Là nó chỉ có. Cái file này bây giờ nó chỉ có 2.9 megapixel thôi. Chị thấy không? Cái chỗ này nè, 2.9 megapixel. Ok. Sau khi chị open nó, chị J, chị vô trong filter liquid file. Thì cái computer chị nếu mà nó không work là nó chuyện khác, nhưng mà tôi nghĩ là cái trường hợp này của chị là bị không có đủ memory thôi. Thì chị xem Đúng như rồi, cái chắc file nó có nhỏ thể. hơn rồi chị vô liquid file chị try it. Nhỏ từ anh nói là từ 2.500, khoảng hai ngàn Đâu đâu rưỡi đâu. Cái file của chị là có thể là chị có thể save nó là 5.000 megapixel thì chị thử đi, tôi nghĩ là 5-10.000 megapixel là ok. Chị save coi như là fix cho chỗ này là chị file automate cái gì phải không? Fix image. Bây giờ chị để 10.000. 10.000 maximum cho mỗi chiều. Thì nó có save khoảng chừng 10 megapixel. Phải. 10 megapixel thì tôi nghĩ 10 megapixel là cái computer chị nó process được. Nếu mà thêm bây giờ chị thử 5.000 megapixel trước đi, coi nó work hay không, rồi chị increase từ từ cho tới khi nào nó die. Ok, để thử coi như thế nào. Dạ chị Dạ, Hiên đây cảm ơn anh là Hiền cho đó. Dạ, định hỏi á. thêm thêm một cái nữa đó chị, nếu mà cái mà suggestion của anh Hiệp mà nó không có work, chị có thể try one more thing là chị vào trong cái option để hình coi cái hình có share được không. Cái phần preference thì anh Hiền. Dạ để hiện share cho nhanh. Ok,
Ok. Anh Hiền, em có gửi qua cái link đó, nó cũng nói về cái phần mà performance để sửa cái liquify đó anh Hiền. Ồ vậy hả? Có cái YouTube video em gửi trong cái chat đó. Ok, chị Hen có nghe nói không vậy? Anh Huy anh nói là có Về về cái cái gì link á, chị nên vào coi đi ha. ở ở Cái đâu anh ở Huy trong cái Huy chat đó chị. trong cái chat đó chị. Ok. Bấm cái chat. Ok, bây giờ nè. Bây giờ để mà hiện show, thí dụ như mình đang có cái tấm hình này đấy, thì thường đó là mình vào trong Liquify thì nó vào trong Liquify đúng không? Nhưng mà chị En chị bị một cái là nó không có cho vô cái này. Ok, nên nó bị kẹt, nó cho một cái error. Thì nếu mà Hiền nghĩ là cũng có thể như là anh Hiệp nói, đó là tại vì cái file nó lớn quá mà cái processor nó không có đủ. Thì đó là một cái possibility, try that and see. Rồi đó, mình vào trong này. Ok, mình vào trong preference nè. Ok, xong rồi mình vô performance. Ok. Ok, thì mình vào trong cái performance á, thì bên phải này nó có graphics processor setting. Ok. Ok, thì đó, một á, là mình try trước á, là mình tắt nó thử. Ví dụ mình tắt nó như vậy, Tắt cái đó. tắt nó luôn, right. Rồi mình bấm ok, rồi mình vào thử coi có được không. Bên này á, nếu mà mình vào, ok, nó nói là nó warn mình thôi, nhưng Ok. mà nó vẫn cho mình vô. Ok, nó chậm hơn, nhưng mà nếu á, mà chị mà ấn click mà nó cho vô đó, là mình biết chắc là cái processor mình bị problem. Cái video em gửi nó cũng nói tương tự như Hiền vậy đó, Ồ vậy hả? nó cũng Ok, nói như cái vậy cách là đó, với lại nó mình cũng cũng nói cái đoán cách của mò anh Hiệp thôi. nữa, nó cũng Mình cũng cũng nói cái đoán cách mò của anh thôi. Hiệp nữa, redeal cái sai lại. Dạ. Rồi đó. Nếu mà nó cho mình vô mà mình làm như vậy mà nó cho mình vô đó, thì bây giờ mình sẽ trở về đây nè. Em vào lại trong cái preference này. Looking. Ok, mình vào lại trong cái performance. Thì mình bật cái này và mình click từng cái thằng này off. Tại vì đôi lúc á, một trong mấy thằng này nó interfere với cái đó. That is like one way mình take cái off, mình coi cái, mình có video được không. Click nó off, coi nó vô được không. Thì mình có thể isolate được cái problem đó. Cái worst case scenario nữa đó, thật ra cái thằng Photoshop nó rất là weird đó. Nhớ thời xưa không, cũng xài cái computer bây giờ nè, mà Hiền bị hư lia chia, quý vị thấy không, là what did I have to do. Hiền uninstall cái thằng Photoshop cũng không có work, mình phải reset nguyên cái computer lại, reset từ đầu. Ok, rồi reload cái Photoshop vào, everything work beautifully. Another lúc á, cái đó là cái gọi là worst case scenario. Nếu mà không có một cái gì mà work được hết á, thì mình phải làm như vậy, đó là mình reset nguyên cái computer lại. Mình save hết mấy cái file mình cần thôi. Cái đó thì hơi hơi troublesome. Mà đó, you may have to do it. Ngay bây giờ nó không có một cái solution nào khác hết. Ok. Nhưng mà cái đó, try cái graphics processor trước như vậy nè. Cái này là last resort thôi. Nếu mà nó Để không coi có coi work nữa đó, thì you nó might sao. have to reset cái computer lại. Một Ok. khi mà cái thằng Photoshop này mà nó quyết định là something go wrong rồi đó, là nó làm cách nào cũng sửa không được hết, thành ra nó hơi bad news. Nhưng mà hy vọng là cái này nó sẽ work. Ok, thì để thử coi cái đó như thế nào Đó, coi thì sao. thử cái này trước. Trước nhất là mình ấn click nó trước coi cái nó có work không. Nếu mà nó work á, tức là cái graphic processor mình nó interfere. Nhưng mà bây giờ khi mà chị mở cái phần này ra là nó sẽ list cái graphic card của chị trên này. Như của anh Hiền là NVIDIA GeForce, chị viết nó xuống. Rồi cái graphic card chị là gì, chị gửi cho tụi này biết là nó có work hay không. Mấy thằng Liquify nó cần cái graphics processor dữ dội lắm, tại xưa mấy cái đó dữ lắm, không có nó không có work về vào đâu.
Thì bởi vì thử nhiều thứ quá mà không biết làm sao đổi tùm lum, anh Hiền cũng nói là đổi như cái phao đời Yeah, chết mình đổi tùm lum rồi tùm mà nó lum hết không cũng không không có. được luôn. Dạ ok rồi, để có gì để anh Dạ thử cái đó coi thì ha. Dạ one được, more dạ rồi, cảm ơn anh Hiền, thì the hopefully. next one là chị uninstall cái Photoshop rồi install lại, nhưng mà anh nghĩ nó sẽ không có help đâu. Dạ đâu có work Vậy á, ok. Yeah. Thì mới đầu cũng định định làm thử đẩy nó ra xong rồi install cái khác coi như thế nào, mà chưa chưa làm coi Yeah. sao, nếu trong trường hợp mình bắt buộc mình phải làm rồi. Ok rồi, cảm ơn anh Hiền, anh Dạ Liêm không có chị, ok rồi bây giờ Hiền sẽ thử start coi sao. sharing. Dạ ok. Ok, rồi bây giờ là mình cũng gần hết time rồi, bây giờ mình có thể ngưng ở đây. Thì đó quý Có vị hỏi muốn, hỏi cơ có ai muốn mình dạy cái gì cho dạ khóa đúng ba rồi, viết email vô cho tụi này đi, quý vị phải giúp giúp cho cái lớp nó tốt hơn chút. không? Anh Hiệp với Hiền cho em hỏi này nè. Anh Hiệp Ok. với Hiền có thấy qua cái lớp thứ ba đó, anh Hiệp với Hiền với anh Tuấn á, có cách nào mà kiểu như là more practice, có thể là lấy những cái real life example ra, cái nhiều khi em nhìn vô cái hình mà em không biết là nên sửa như thế nào, sửa cái gì. Cho nên nếu Ok, lớp mà thứ ba này đa số về cái đó thôi à. mình sẽ có khoảng chừng 6 cái session như vậy rồi đó. Mình plan là mỗi người á, Hiền anh Hiệp với anh Tuấn sẽ làm 2 cái. Thì quý vị sẽ thấy có chừng mấy chục cái methods khác nhau. Nhưng mà that's how we learn, right? Và nhưng mà cũng chưa có đủ, tại cái lớp của mình có mười mấy cái session mà 6 cái chưa có đủ. Thành Cái ra kết đó quả này có một cái anh Dũng đã suggest là những cái mới mình sẽ talk about, that's good. Cái đó có thể one or two session. Nhưng mà nếu quý vị có những cái idea nào, let us know. sau cái khóa này thì mình nghỉ mấy tuần anh Hiền, anh Yeah, Hiệp. một tuần thôi anh, thường là một tuần. Ồ, với lại thêm một cái nữa, Hiền đề nghị đó, khi mà mình có những cái field trip mà sắp tới là anh Tuấn sẽ dẫn đi Canada, thì Hiền đề nghị là không có lớp đi, tại vì những cái người ở lại học rồi, những cái người đi lại không có học được. Thành ra Hiền nghĩ là mình sẽ bỏ cái lớp cho cái tuần đó. Quý vị nghĩ sao? Yes. Ok. Không, tại vì ngay ngay cái năm nay, năm đầu từ đầu năm mình đã nói là 2 tuần mình mới có lớp 1 lần, mà năm nay là hầu như chưa chưa có bỏ tuần nào hết, trừ ra những ngày lễ. Thành ra mình cũng cần nghỉ mệt nữa. Yeah, nghỉ 2 tuần đi ạ. Không không, những cái field trip đồ này kia, với lại cái break của hội thì năm nào cũng cái break của hội là cũng 1 tuần giữa cái class này qua cái class kia, nhưng mà có những Có cái ngày qua năm lễ thì và những anh ngày ấy thấy hơn tháng. mình sẽ nghỉ. Nhưng Thì mà có cuối năm á thì nghỉ nhiều. nhưng mà nghỉ thì nghỉ, không có nghĩa là quý vị không có thể hỏi tụi này cái việc email, hỏi bất cứ vấn đề gì hoặc gọi điện thoại. Tại vì nhiều khi đang làm giữa chừng mà bị stuck á, cái đó bực mình lắm. Ra mà ngồi mò mò hoài mò không được. Cái tốt nhất là gọi tụi này chỉ trong vòng 2 3 phút là xong cái đó là mình muôn tiếp tục được rồi. Ok, quý vị thấy cái session này sao? Thấy cũng rất là lợi đúng không? Mình đâu Yeah, cần rất phải hay. nói Good. fix đâu phải không? Lâu lâu review vậy rất hay anh Rất Hiền. hay, học được nhiều. Maybe mình cũng có thể có một trong 2 cái session thêm giống giống như vậy đó. Để mình kind of freely talk. Nó hơi khó khăn một chút nhưng mà cũng là work out ok, Hiền nghĩ. Mình Không, exchange được rất là nhiều get input. more discussion is Đúng vậy, đúng vậy. better. Tại vì có nhiều người học một thời gian vẫn còn 1 2 cái thắc mắc đó, thì hỏi luôn, thì nhân tiện đó là mọi người đều học hỏi. Thật ra cũng còn rất là nhiều thứ lắc nhắc mà đến lúc mình nói không có rõ, là một hai nữa là mình quên nói đại khái. Thì ngay cả cái discussion hồi này với anh Đức rồi gì đó là nó bring out
A lot of good point. And that's really good. No challenge to mind. Keep in mind nha, không có một cái method nào sai hay đúng hết nha quý vị. Chỉ có cái method lợi nhiều lợi ít thôi. Ok, thành ra cứ thả dàng muốn làm sao cũng được. Nhưng mà bây giờ mình có cái lớp, mình đưa ra một tấm hình, hỏi học viên là tấm hình này cần sửa những cái gì, vâng, cho thì mọi mình người có ý kiến. Cái đó ý kiến rất là good đó anh Dũng, nhưng mà hiện đó là repeatedly request là quý vị gửi những cái tấm hình bộ để mình sửa, nhưng mà hầu như là hiện không có bao giờ get any of them. Thì mình chỉ lấy tấm hình của mình, đôi lúc cũng khó khăn lắm, hiện đôi lúc mình tìm không có ra được cái tấm hình nào mà có thể cụ cái thể đó là phải như lúc. Nhờ học viên đó. Vâng, học phải nhờ học viên. Nhưng thành mà ra học viên không phải thấy ai xem gửi đi. hình hết. Học viên không có chịu gửi hình thì mình kém. Không biết sửa sao thì gửi hình đâu. Đó, dạ, đúng. Ok, để nó gửi, không có chịu hình, không biết làm lắm. Gửi cho anh Hiền, với anh Hiệp, anh Tuấn mấy hình của mấy cô gia đang sửa được không? Ồ, được, được, ok anh. Dạ, dạ, dạ. Dạ, cái đó là actually that's good đó, tại vì cái đó là mình cũng mình ít ít có cần phải, mình ít có đụng trần về mấy cái đó, nên tới lúc hiện có mấy người bạn họ nhờ mình đi chụp với mấy người da đen mà mình sợ, có một lần là mình turn họ down, họ giận mình quá trời, tại vì mình sợ mình về mình sửa không được xấu quắc, rồi lúc đó là mang tiếng đó. Thành ra yeah, I think we need to practice. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Tại có một cô da đen mà lãnh chụp mấy lần rồi mà không bao giờ chơi đẹp hết. Để cái thằng hên. bạn nó hình mấy cái biết không, nó để gửi gửi hình đó vô cho mấy anh nhờ theo. Dạ. Không không có nghĩa là tụi này sửa đẹp nghe. Dạ, dạ. Không bảo đảm sửa đẹp. Sửa xong rồi nộp vô cho anh sĩ anh phê bình thì sửa tiếp. Cái good nhất là sửa hình xong nộp cho anh sĩ anh phê bình rồi về sửa lại. Dạ, khi mà anh chị mà gửi hình vô thì nói hình này để mà thực tập Photoshop để cho không thôi nó lọt qua hay bên hay hay anh là sĩ hay ra là anh sĩ mình anh hay là phê mình bình. bỏ cái bỏ vô cái class Oh Google yeah, Drive. được được. Yeah. Để khỏi confuse với lại cái lớp evaluation của anh sĩ. Bây giờ để mình create một cái chậu Dropbox rồi. Ok, để anh làm cho anh Hiền sẽ create một cái Dropbox, địa chỉ Dropbox của quý vị, upload lên trên đó mấy tấm hình yeah, mình muốn sửa đó. Cho tất okay, cả những cái lớp học của mình, yeah, lớp 23 này được rồi. Thì tốt hơn, chứ còn thôi là mấy cái đó là download mà cái problem của cái hệ thống mà thư với anh sĩ xài á, một khi mà đánh download xong rồi mấy cái tấm hình nó gone somewhere, we can't find them anymore. Nó vô yeah, archive. Nó automatically get sent to some place. Mà Hiền cũng không biết nó ở đâu nữa. Hiền không có ra. Yeah, lập một cái yeah, okay, good idea. Hiền làm, Hiền sẽ gửi ra cho mọi người. Okay. Rồi có gì nữa không? Nếu okay, không thì mình sẽ ngưng ở đây ha. Okay, Hiền, cảm ơn anh Hiền. Tất cả mọi người rất là nhiều. Hey, cảm ơn Hiền. Cảm ơn Hiệp. Everybody. Very good discussion. Right? Thank you, anh Hiền. Thank you, everybody. Bye. Bye-bye. Bye, anh Thomas.